Thần y trở lại. Ngô Bình. Tập 124. Ngô Bình lấy ra một quả đào đưa cho cô bé, cười bảo, thử đi, đây là quả mọc trên cây đào đầu tiên từ thuở khai thiên lập địa đấy. Hỏa Hoàng Nhi cắn một miếng, mùi thơm ngập tràn, bèn cười đáp, đúng là rất ngon. Bố ơi, đột nhiên bố đến giúp con đột phá, có phải đã xảy ra chuyện gì không ạ? Ngô Bình gật đầu, một thời gian nữa, có thể bố sẽ phải trải qua kiếp đại thánh. Kiếp đại thánh này sẽ như thế nào, phải trải qua bao lâu, bố không thể đoán trước. Thế nên bố phải sắp xếp mọi thứ trước khi nó đến. Hoàng Nhi à, con có tu vi cao nhất, năng lực mạnh nhất, khi bố vắng mặt, cần con duy trì đại cục. Hỏa Hoàng Nhi gật mạnh, bố cứ yên tâm ạ, có Hoàng Nhi ở đây, không ai có thể ức hiếp chúng ta. Ngô Bình nói, bố tin tưởng thực lực của con, nhưng dù sao con cũng còn nhỏ, không biết được sự phức tạp của lòng người. Vậy nên bố sẽ đặt ra quy tắc cho con. Hỏa Hoàng Nhi hỏi, quy tắc gì ạ? Ngô Bình bảo, khi bố vắng mặt, bất luận là ai nói gì, con chỉ được nghe lời của dì Đường thôi, không được nghe lời của bất kỳ ai khác. Hỏa Hoàng Nhi đáp, ngay cả lời của ông nội cũng sẽ không nghe. Ngô Bình nói, đúng vậy. Khi bố không có mặt, ý của dì Đường chính là ý của bố. Hỏa Hoàng Nhi ra sức gật đầu, con nhớ rồi ạ. Ngô Bình nói tiếp, quy tắc thứ hai, nếu gặp nguy hiểm mà nhân lực không thể đối chọi, con phải đưa người nhà chạy trốn đến một nơi an toàn. Còn những người khác, có thể dẫn bao nhiêu người theo thì dẫn bấy nhiêu. Hỏa Hoàng Nhi đáp, nếu chuyện đó thật sự xảy ra, con sẽ làm như vậy ạ. Ngô Bình nói, quy tắc cuối cùng. Nếu con gặp phải một sự tồn tại lớn mạnh và không thể đối địch, hãy cầm chiếc lá liễu này đến thần nông cốc nhờ liễu thần giúp đỡ. Hỏa Hoàng Nhi cầm lấy lá liễu, cảm nhận được sức mạnh vĩ đại vượt qua cả kỷ nguyên ẩn chứa bên trong, kinh ngạc thốt lên, kẻ mạnh kỷ nguyên. Ngô Bình bảo, đúng thế, năng lực của liễu thần rất mạnh, hãy đi tìm liễu thần, nể mặt bố, liễu thần nhất định sẽ giúp con. Hỏa Hoàng Nhi gật đầu lia lịa, bố. Con cũng sẽ cố gắng tu luyện, cố gắng không nhờ vả người khác. Ngô Bình cười đáp, giỏi lắm. Hoàng Nhi, đưa bố đi xem các thiên tài trong Côn Luân kiếm cung của chúng ta đi. Sau đó Ngô Bình đến đạo trường, đích thân giảng dạy kiếm đạo kiếm lý cho mọi người và giải đáp những vấn đề trong tu hành của họ. Những ngày qua, Côn Luân kiếm cung đã thu nạp rất nhiều đệ tử thiên tài từ khắp các nơi, có một số đệ tử thăng tiến cực nhanh. Nếu không nhờ Hỏa Hoàng Nhi trấn áp, đám thiên kiêu này đã làm loạn từ lâu rồi. Nhưng dù vậy, vẫn chẳng ai chịu phục ai cả. Sau khi biết được đại khái về tư chất và tính cách của những người này, Ngô Bình bắt đầu luyện chế đan dược, chuẩn bị nâng cao tư chất cho họ. Anh có hóa thân, luyện chế đan dược bình thường cực kỳ nhanh. Chỉ cần có đủ dược liệu, anh sẽ nhanh chóng luyện chế ra được một lượng lớn đan dược. Đồng thời, anh cũng đích thân luyện chế ít dược liệu quý hiếm để bồi dưỡng một số thiên kiêu trong đó. Nhị sư tỷ Lam Hâm vẫn luôn ở đây giúp đỡ anh. Với sự quản lý của cô ấy, Côn Luân kiếm cung thay đổi từng ngày và thăng cấp rất nhanh. Tính ra, trình độ và năng lực tổng thể của Côn Luân kiếm cung hiện nay đã vượt qua cả Thái Thanh kiếm tông rồi. Hôm nay, Ngộ Bình mời Lam Hâm đến sảnh sau, khoản đãi cô ấy bằng quả hạnh và đan dược. Cười nói, những ngày qua thật sự vất vả cho chị rồi. Lam Hâm cười đáp, không vất vả. Ở đây, chị rất có cảm giác thành tựu. Những đệ tử này vô cùng ưu tú. Ngô Bình nói, giữ chân chị bấy lâu nay, em cũng hổ thẹn lắm. Bây giờ em có một lời đề nghị hơi quá đáng, ấy là mong chị có thể đảm nhận chức vị cung chủ của Côn Luân kiếm cung. Lam Hâm lắc đầu, không phải là chị không muốn giúp em. Nhưng với năng lực và uy danh của chị thì không thể đảm đương chức cung chủ. Có điều, chỉ có một ứng viên khác. Ngô Bình hỏi là ai vậy? Lam Hâm cười nói, đương nhiên là Hỏa Hoàng Nhi, thực lực của cô bé là mạnh nhất, cũng là người nhà của em nên để cô bé làm cung chủ là hợp nhất rồi còn gì. Ngô Bình, nhưng Hỏa Hoàng Nhi không có kinh nghiệm, cũng không biết quản lý đệ tử. Lam Hâm, vẫn còn chị đây cơ mà, có Hoàng Nhi trấn thủ. Chỉ có thể mượn cô bé làm tấm bình phong để làm việc, như vậy còn ai dám không phục chị chứ? Ngô Bình mừng rỡ, sư tỷ, chị không đi nữa à? Trước đó họ đã giao hẹn với nhau là Lam Hâm chỉ giúp một thời gian rồi sẽ rời đi.
Lam Hâm cười nói, không đi nữa, chị đã dày công bồi dưỡng nhiều thiên kiêu thế này thì phải nhìn họ trưởng thành chứ. Ngô Bình, cảm ơn sư tỷ, xin sư tỷ nhận của em một lạy. Lam Hâm đỡ anh dậy rồi nói, sư đệ, chúng ta đâu cần khách sáo thế làm gì. À, lâu rồi chị không gặp sư phụ, mấy hôm nữa định đi đây, em có đi không? Ngô Bình gật đầu, em cũng đang muốn đi gặp người, chúng ta cùng đi nhé. Tiện thể, em cũng muốn đến đại thế giới Thái Thanh một chút. Lam Hâm gật đầu, ừ, mấy hôm tới em hãy luyện đan nhiều lên rồi chúng ta đi. Thiệt tình, có ông em là đan vương nhất phẩm mà Côn Luân kiếm cung chẳng có đan dược mà dùng. Ngô Bình tỏ vẻ ngưỡng nghịu, sư tỷ nói phải, sau này luyện chế đan dược xong, em sẽ ưu tiên cho người mình dùng trước. Lam Hâm, lần này em mà đến Thái Thanh Tiên Giáo, kiểu gì sư tổ cũng đòi em cả lố đan dược cho xem. Ngô Bình thở dài, nhưng biết làm thế nào được, một khi người mở lời thì em phải đồng ý thôi. Kiếm cung có rất nhiều việc nên Lam Hâm chỉ ngồi chơi một lát rồi lại đi ngay. Ngô Bình nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục vùi đầu luyện đan. Không chỉ có kiếm cung cần đan dược, mà đan vương lâu cũng đang cháy hàng rồi, giờ anh muốn nghỉ thêm cũng khó. Sáng ngày hôm sau, Ngô Bình vừa uống trà sáng xong thì đã có một lá thư bay vào phòng rồi rơi xuống trước mặt anh. Anh liếc nhìn thì thấy là thư bay do Đinh Nhu gửi tới. Đinh Nhu là đại sư tỷ của Ngọc Nữ Môn, lần trước anh đã giải quyết phiền phức giúp cô ấy, nhưng hai người chưa thể gặp lại. Ngô Bình mở thư ra thì thấy toàn là chữ của Ly Mộng Tiên Tử, cũng có cả lời của Đinh Nhu. Nội dung đại khái là cảm ơn anh đã giúp đỡ, tất cả môn phái đều biết ơn anh, hy vọng anh có thể đến Ngọc Nữ Môn chơi, như vậy thì họ mới tiện chính thức nói lời cảm tạ. Mấy ngày qua, Ngô Bình bận rộn luyện đan đến phát rồ cả người, nghĩ đến những cô gái trẻ đẹp ở Ngọc Nữ Môn, tâm trạng của anh đã phấn khởi lên nhiều. Vì thế, anh cất thư đi rồi thay đồ và lên đường đến Ngọc Nữ Môn luôn. Hồng Hoang thống nhất, lập tức có nhiều thế lực lớn xuất hiện ở xung quanh, vì thế Ngọc Nữ Môn cũng gặp nhiều khó khăn. Trước kia, họ còn dựa dẫm vào Thiên Địa Kiếm Tông, nhưng về sau Kiếm Tông cũng không thể bảo vệ được họ nữa. Ví dụ như lần trước, Cự Linh Môn suýt nữa đã thôn tính được Ngọc Nữ Môn, may mà có Ngô Bình ra tay kịp thời bắt Cự Linh Môn hàng phục. Chuyện này khiến Ngọc Nữ Môn bỗng nổi như cồn, gần đây có không ít tu sĩ xin gia nhập nên họ đã dần trở thành một môn phái lớn trong khu vực. Nhưng quy định lựa chọn đệ tử của Ngọc Nữ Môn vẫn theo truyền thống cũ, đó là chỉ chọn những người xinh đẹp, chỉ cần có một khuyết điểm nhỏ thì sẽ bị loại ngay. Lúc này, Ly Mộng Tiên Tử đang ngồi nói với các đệ tử nữ trong điện Ngọc Nữ, ban nãy ta đã nói rõ rồi, nếu Hoàng đế Thiên Võ đến đây, các con nhất định phải khiến cậu ấy vui vẻ. Sau này Ngọc Nữ Môn chúng ta có thể tồn tại được hay không là nhờ cả vào đế quốc Thiên Võ đấy. Một nữ đệ tử nói, trưởng môn, thế thì sau này mình không cần tu luyện nữa, mà chỉ cần hầu hạ Hoàng đế Thiên Võ thật tốt thôi ạ. Ninh Nhu lườm cô gái kia, nói gì thế, chúng ta cảm kích bệ hạ là chuyện đương nhiên, nhưng không phải là kiểu báo đáp đó. Thấy Ninh Nhu nổi giận, Ly Mộng Tiên Tử cười nói, Đinh Nhu, con phải làm việc quan trọng nhất đấy. Lát nữa Lý Công Tử đến, ta sẽ nói trực tiếp với Công Tử xem có thể phong cho con một chức quý phi được không. Nếu không được thì làm phi tần bình thường cũng được. Đinh Nhu thở dài nói, giờ anh ấy như người trời, còn bọn con chỉ như lũ kiến hôi dưới đất, sao anh ấy ưng ý được ạ? Ly Mộng Tiên Tử, đừng coi thường bản thân, con là đệ tử xinh đẹp nhất của môn phái. Thừa sức làm một phi tần bình thường. Chỉ cần con có thể vào được hậu cung của cậu ấy thì sau này môn phái của chúng ta sẽ bao trọn vị trí cung nữ trong cung rồi. Có đệ tử không hiểu nên hỏi, môn chủ, làm phi tử thì con hiểu, nhưng bảo bọn con làm cung nữ thì là sao ạ? Ly Mộng Tiên Tử, ngốc lắm, trong cung làm gì có ai tầm thường, các con chỉ cần hầu hạ tốt một vị công tử nào đó là sau này có thể lên như diều gặp gió rồi. Đến lúc đó, chỉ cần các con nói một câu là Ngọc Nữ Môn ở đây sẽ được hưởng lợi rồi. Các đệ tử đều đã hiểu ra và gật đầu. Đúng lúc này, có người vào báo, môn chủ, Hoàng đế Thiên Võ đến rồi ạ. Ly Mộng Tiên Tử vội vàng ra nghênh đón. Lần trước khi đến đây, Ngô Bình chỉ là một thiên kiêu có tu vi không cao, nhưng giờ thì anh đã như thần linh trên trời rồi.
Anh vừa đáp xuống thì môn chủ của Ngọc Nữ Môn là Ly Mộng Tiên Tử đã dẫn các đệ tử ra tận ngoài cửa nghênh đón, sau đó còn hành đại lễ và quỳ xuống đất. Dân nữ dẫn các đệ tử của Ngọc Nữ Môn tham kiến Đại Đế Thiên Võ. Ngô Bình vội đỡ bà ấy dậy rồi cười nói, tiên tử đừng khách sáo, chúng ta là bạn cũ rồi nên không cần hành lễ đâu. Ly Mộng Tiên Tử rất vui, bệ hạ, làm thế sao được ạ, mời điện hạ vào trong. Ngô Bình được các nữ đệ tử vây quanh như các vì sao quanh mặt trăng, sau đó tất cả cùng đi vào đại điện. Ninh Nhu đứng một bên rồi nhìn anh với ánh mắt phức tạp. Lúc trước, tu vi của cô ấy cũng không kém Ngô Bình là bao, nhưng giờ thì hai người cách nhau xa tít tắp rồi. Ngô Bình hỏi, tiên tử, Đinh Nhu, gần đây Ngọc Nữ Môn có gặp chuyện gì không? Ly Mộng Tiên Tử gật đầu với Đinh Nhu, cô ấy nói, bệ hạ, nhờ chuyện lần trước nên các thế lực xung quanh đây không còn dám làm quấy nhiễu chúng tôi nữa. Tất cả là nhờ phúc của bệ hạ. Ngô Bình, chúng ta là bạn nên tôi giúp mọi người cũng là chuyện bình thường. Mọi người đều vỗ tay. Các người đẹp vây quanh Ngô Bình rồi cùng trò chuyện với anh, người bê hạt dưa, người bưng trà, người thì lấy khăn bông phục vụ anh, Ngô Bình như thể lạc đến nữ nhi quốc. Hiện giờ, có ba người thanh niên đang đứng trước cổng của Ngọc Nữ Môn, khí tức của họ đều rất mạnh. Bọn họ nhìn vào trong môn phái, sau đó có một người mặc hoàng bào nói, chậc chậc, Ngọc Nữ Môn đây rồi. Ha ha, trước kia chúng ta đến Tố Nữ Môn cũng đã gặp nhiều mỹ nữ rồi. Nhưng nghe nói đệ tử ở đây còn trên chỗ kia một bậc đấy. Người đàn ông mặc áo bào màu tím cười nói, ha ha, đi thôi, hôm nay chúng ta phải tìm hiểu về môn phái này. Cả ba vừa đi vào thì Ngô Bình cảm nhận được ngay, anh ra hiệu cho mọi người im lặng rồi nói, có khách không mời mà tới. Anh vừa nói dứt câu thì có đệ tử vội vã chạy vào báo, môn chủ, có ba kẻ bất lương xông vào, còn giở trò với các đệ tử ạ. Ly Mộng Tiên Tử đứng dậy rồi nhìn ra ngoài, sau đó biến sắc mặt nói, hỏng rồi, đó là ba công tử của Âm Dương Cốc. Ngô Bình hỏi, Âm Dương Cốc gì cơ? Ly Mộng Tiên Tử thở dài nói, bệ hạ, cách đây 800 dặm có một sơn cốc rất lớn tên là Âm Dương Cốc. Sơn cốc này rơi từ trên trời xuống, hình như được một vị đại năng nào đó chuyển đến đây. Mấy hôm trước, chính ba người này đã xông vào Tố Nữ Môn rồi giở trò đồi bại với cả môn phái. Khi đi, họ còn bắt theo hơn 30 nữ đệ tử của môn phái đó. Những người còn lại, không tàn tật thì cũng chết, rất thảm thương. Ngô Bình, có biết rõ lai lịch của họ không? Ly Mộng Tiên Tử lắc đầu, không ạ, nhưng tu vi của họ đều rất cao. Ví dụ như ba vị công tử này, khi họ đến Tố Nữ Môn làm chuyện xấu, có đạo quân thấy chướng mắt nên đã ra tay ngăn cản, nhưng cuối cùng đã bị tử công tử trong số đó đánh chết. Kinh, chém chết được cả đạo quân cơ à, thú vị đấy, Ngô Bình nổi hứng nói, cho họ vào đi. Có đệ tử ra ngoài thông báo, ba người kia nhanh chóng đi vào trong điện, thấy toàn mỹ nữ ở đây, cả ba đều nở nụ cười gian xảo. Được đấy, bao nhiêu người đẹp chờ mình thế này, chúng ta không được phụ lòng các em đâu đấy. Ha ha, tên mặc hoàng bào cười nói. Ly Mộng Tiên Tử lạnh lùng nói, ba công tử là ai? Đến Ngọc Nữ Môn chúng tôi có việc gì? Người đàn ông mặc áo bào tím đáp, nhiều người đẹp ở một chỗ thế này mà không có đàn ông ở cùng nên chúng tôi nổi lòng từ bi đến đây san sẻ nỗi buồn với mọi người. Dứt lời, ca ba cùng cười ngặt nghẽo. Các đệ tử của Ngọc Nữ Môn đều biến sắc mặt, ba người này đúng là phách lối. Ninh Nhu lạnh giọng nói, đừng có cản rỡ, nếu các người không rời khỏi đây ngay thì đừng trách chúng tôi là ác. Người đàn ông mặc áo vàng bật cười rồi tiến lại gần Ninh Nhu, sau đó giơ tay định nâng cằm cô ấy. Xong, hắn vừa giơ tay ra thì đã bị Ngô Bình bắt lấy cổ tay. Tên kia lập tức thấy cổ tay đau nhói, xương kêu răng rắc rồi vỡ vụn. Hắn vừa ngạc nhiên vừa giận dữ quát, thả tay ra. Quỳnh! Ngô Bình vung tay, tên đó đã ngã sóng xoài, đầu đập mạnh vào nền đá rồi nằm im bất động. Hai tên còn lại hết hồn hết phía, thực lực của bọn họ ngang nhau, nhưng người này đã đánh một trong số họ ngất xỉu, đúng là quá mạnh. Tên mặc áo tím trầm giọng nói, anh bạn là ai? Có biết lai lịch của chúng tôi không? Ngô Bình, biến ngay, không thì tiếp theo sẽ đến anh đấy. Tên kia hừ lạnh rồi nói, này! Chúng tôi là người của Âm Dương.
Uỳnh. Gã còn chưa nói hết câu thì Ngô Bình đã xuất hiện bên cạnh rồi cắm đầu gã xuống đất. Tên cuối cùng sợ mất mật rồi bỏ chạy ngay. Các đệ tử của Ngọc Nữ Môn thấy hai trong số ba tên càn rỡ đã bất tỉnh nhân sự, tên còn lại bỏ chạy thì lập tức cảm thấy an toàn hơn hẳn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau khi Hồng Hoang thống nhất, họ luôn thấy sợ hãi và có cảm giác bất an. Dù sau đó đã xử lý được Cự Linh Môn thì họ vẫn chưa thể yên tâm hoàn toàn được. Các thế lực như Ngọc Nữ Môn chung quy vẫn phải dựa vào một thế lực lớn nào đó, hiện giờ sau khi ý thức được sức mạnh của Ngô Bình, cuối cùng thì họ đã yên tâm thật sự. Ly Mộng Tiên Tử cười nói, bệ hạ, xử lý hai tên này sao bây giờ? Ngô Bình, kệ họ, cứ để đó, nếu tôi đoán không nhầm thì Âm Dương Cốc sẽ cho người đến nhanh thôi. Ninh Nhu, bệ hạ, Âm Dương Cốc có nhiều cao thủ lắm, chúng ta có cần chuẩn bị trước và mời vài cao thủ đến không? Ngô Bình, có cái Âm Dương Cốc còn con thôi mà, không cần đâu. Ly Mộng Tiên Tử, đúng thế, kệ họ đi. Ngô Bình ngồi thêm một lát thì Ly Mộng Tiên Tử bắt đầu nói vào chuyện chính, bệ hạ, Đinh Nhu đã có tình cảm với người từ lâu, nhưng không tiện nói ra. Hôm nay, sư phụ là tôi xin được lên tiếng thay con bé. Nếu bệ hạ ban ơn thì hãy cho con bé vào cung làm quý phi để hầu hạ người được không ạ? Trong cung của Ngô Bình không thiếu phụ nữ, anh thì sao cũng được nên hỏi Đinh Nhu, cô muốn thế nào? Đinh Nhu đỏ mặt, lúc Ngô Bình chưa đến, cô ấy còn thoáng do dự, là con gái thì ai chẳng có mộng tưởng hão huyền. Song, khi Ngô Bình đứng trước mặt cô ấy thì sức hút chí mạng của anh đã khiến cô ấy quên mất chính mình. Cô ấy ngập ngừng rồi nói, dân nữ nguyện ý đi theo bệ hạ. Ngô Bình, cô không cần làm khó mình. Người tu hành chúng ta sống là nhờ vào ý chí. Ninh Nhu cười nói, dân nữ thật lòng muốn vậy. Ngô Bình gật đầu, được, vậy tôi sẽ sắc phong cho cô làm quý phi. Các đệ tử khác mừng rỡ, Ninh Nhu vào cung rồi thì sau này họ sẽ có chỗ dựa. Không lâu sau, có hai đường kiếm một đen một trắng xuất hiện trên không của Ngọc Nữ Môn. Hai luồng kiếm khí khủng bố ấy che phủ bầu trời, cùng với đó là một giọng nói vang lên. Người ở trong mau ra chịu chết, không thì tôi sẽ san bằng cả Ngọc Nữ Môn. Ngô Bình cười lạnh nói, om sòm. Dứt lời, anh giơ tay phải lên chộp lên không, một bàn tay phát sáng đã phá tan lớp sương mù dày đặc và xé rách không gian, sau đó túm lấy ông lão đang ngồi tu luyện trên đài sen rồi lôi cổ xuống điện của Ngọc Nữ Môn. Ông lão cố giãy giụa nhưng chỉ thấy đầu váng mắt hoa, chờ ông ta ngồi vững thì thấy Ngô Bình đang ngồi ở phía trước lạnh lùng nhìn mình. Luồng uy áp khủng khiếp từ anh khiến ra đầu ông ta tê dại, chán thì mướt mồ hôi. Đại Thánh, ông ta hô lên. Ngô Bình, ông là chủ của Âm Dương Cốc à? Ông lão vội vàng quỳ xuống nói, tiểu nhân là cốc chủ của Âm Dương Cốc, tham kiến Đại Thánh. Ngô Bình, ông dạy dỗ đệ tử kiểu gì mà cho họ đi khắp nơi làm bậy thế hả? Ông lão, là tiểu nhân dạy dỗ đệ tử không nghiêm, nhất định sẽ về nghiêm trị chúng nó ạ. Xin Đại Thánh bất giận. Ngô Bình, dạy dỗ không nghiêm ư. Nếu không có tôi ở đây, chắc ông đã san bằng Ngọc Nữ Môn rồi còn gì. Ông lão tái mặt nói, tiểu nhân sai rồi ạ. Ngô Bình thờ ơ nói, sai đúng thì để nói sau, giờ tôi hỏi Âm Dương Cốc các ông có nguồn gốc thế nào. Ông lão, tiểu nhân vốn là tán tu ở thiên ngoại, Âm Dương Cốc là một món pháp bảo động thiên mà tôi luyện chế ra. Gần đây, khi Hồng Hoang thống nhất, tôi thấy linh khí ở đây rồi rào nên đã chuyển Âm Dương Cốc đến gần đây rồi khai tông lập phái. Ngô Bình, cái loại thất đức như ông mà cũng đòi khai tông lập phái ư. Ông lão đỏ mặt, nhưng vẫn không dám cãi lại một câu, Đại Thánh dạy chí phải. Ngô Bình, dẫn người của ông đi ngay, nhưng để Âm Dương Cốc lại. Ông lão tái mặt, Âm Dương Cốc là nền móng tu hành của ông ta nên đương nhiên không thể đưa cho ai hết, Đại Thánh. Âm Dương Cốc là pháp khí bản mệnh của tiểu nhân nên không thể mất được ạ. Ngô Bình, không sao, để tôi đánh chết ông luôn. Ông lão nắm chặt tay thành quyền, Đại Thánh, tuy thực lực của tiểu nhân kém người, nhưng cũng là nhân vật có máu mặt, bạn bè có ở khắp nơi. Chát! Ngô Bình tát cho ông ta một cái rồi nói, ông tưởng là đạo tổ thì giỏi lắm à.
Cái tát này đã đánh cho linh hồn ông ta xuất khiếu, một luồng sức mạnh ập vào linh đài khiến linh đài của ông ta suýt sụp đổ. Ông ta hét lên rồi vội vàng quỳ xuống, tiểu nhân sai rồi, xin đại thánh tha mạng. Ngô Bình cười lạnh, nể tình ông đã vất vả tu hành nên hôm nay tôi không giết ông. Mau giao âm dương cốc ra đây và dẫn người của ông đi ngay. Sau cú tát đó, ông lão đã biết được sức mạnh của Ngô Bình nên không dám làm trái lời anh nữa, vì thế đã ngoan ngoan đưa âm dương cốc cho anh rồi dẫn tất cả đệ tử trong cốc bỏ chạy. Sau khi âm dương cốc thu nhỏ lại thì trông như một dạng ngọn núi, có 9 ngọn núi xung quanh, ở giữa là một sơn cốc có phong cảnh đẹp như tranh. Sau khi thu nhỏ, âm dương cốc chỉ to như bàn tay, Ngô Bình cầm nó rồi không khỏi khen ngợi về chất liệu tạo ra thứ này, bảo sao cốc chủ không nỡ đưa cho anh. Thấy Ngô Bình đã cướp được âm dương cốc, Đinh Nhu hỏi, bệ hạ, người định luyện hóa nó ạ? Ngô Bình, âm dương cốc này được lắm. Bên trong có đại trận phòng ngự. Luyện hóa nó thì cho Ngọc Nữ Môn chuyển đến đây. Dứt lời, đôi tay anh đã phát sáng rồi luyện hóa nó. Tuy cấm chế của âm dương cốc rất mạnh, nhưng Ngô Bình đã biết âm dương đại đạo từ lâu nên vẫn nhanh chóng luyện hóa nó thành công. Sau đó, anh ném âm dương cốc lên cao, nó rơi mạnh xuống một vùng vắng vẻ cách Ngọc Nữ Môn không xa. Mặt đất rung chuyển, 9 ngọn núi trỗi dậy. Xung quanh lập tức có linh khí dồi dào. Ngô Bình dẫn mọi người của Ngọc Nữ Môn vào đó. Âm dương cốc rất lớn, dù Ngô Bình đã chuyển hết các tòa nhà của Ngọc Nữ Môn đến đó thì cũng chỉ chiếm một diện tích rất nhỏ. Cả 9 ngọn núi đều có đại trận, nhưng 3 đại trận trong số đó chưa được tạo dựng xong, tạm thời chỉ có 6 đại trận đã xong bước đầu rồi thôi. Các đệ tử nữ nhìn ngó xung quanh thì thấy linh khí ở nơi này rất dồi dào, phong cảnh thì tuyệt đẹp. Tóm lại là hơn vị trí lúc trước của họ rất nhiều. Trong âm dương cốc có đủ các cung điện to nhỏ, ít cũng phải đến cả nghìn cái. Ngoài ra, trên 9 ngọn núi cũng có một phong cách kiến trúc và phong cảnh riêng. Ví dụ, có một ngọn núi trồng toàn trúc, ngọn núi khác thì toàn thác nước rồi hình thành một đầm nước khổng lồ. Âm dương cốc tự hình thành một thế giới riêng, nhưng không đóng kín nên nước ở bên ngoài vẫn chảy vào được. Mà nước bên trong cũng có thể chảy ra ngoài. Ly Mộng Tiên Tử mừng rỡ nói, có âm dương cốc này rồi thì Ngọc Nữ Môn sẽ đứng vững cả chục nghìn năm. Ngô Bình, nếu biết cách sử dụng thì cả trăm nghìn năm cũng không thành vấn đề. Ly Mộng Tiên Tử khẽ thở dài, tiếc là truyền thừa của Ngọc Nữ Môn quá tầm thường, tôi đã vất vả tu luyện ở nửa đời người mà tu vi cũng chỉ đến vậy mà thôi. Nghe bà ấy nói vậy, Ngô Bình nghĩ tới một chuyện. Cách đây không lâu, anh đã lấy được một hạt châu ở Cử Linh Môn, đây là một bộ công pháp thiên phẩm, mỗi người sẽ nhìn thấy một bối cảnh khác nhau. Vì anh đã có tu vi cao rồi nên có thể nhìn thấy bản chất của nó. Vì thế, anh đã lấy hạt châu ra rồi truyền sức mạnh vào, hạt châu lập tức biến thành một sức mạnh vô thượng thần kỳ, sau đó chui vào trong người anh. Ngô Bình nhắm mắt lại một lúc thì đã có lý giải bước đầu về bộ công pháp này. Nó có tên là Vạn Giới Chí Tôn Công, một cái tên nghe rất oách, nhưng uy lực thậm chí còn ác chiến hơn tên gọi. Trước kia, khi cảm ngộ một bộ công pháp thiên phẩm khác là Thiên Cực Kiếm Kinh, Ngô Bình chỉ có thể quan sát từ một góc độ, nhưng giờ thì đã khác, tu vi của anh đã đủ cao, trí tuệ đủ lớn để nhìn thấu bản chất của bộ công pháp này rồi. Sức mạnh từ hạt châu biến thành đã trở thành nền móng để Ngô Bình tu luyện công pháp này, sức mạnh ấy vận chuyển một chu thiên trong người anh. Từ đó anh lập tức đột phá tầng thứ nhất của công pháp ngay. Vạn Giới Chí Tôn Công có 12 tầng, nhưng chỉ vài tiếng sau, Ngô Bình đã luyện đến tầng thứ 3. Sang ngày thứ 2, anh lại đột phá liên tiếp đến tầng thứ 6. Thực lực của cảnh giới thứ 6 này tương đương với cảnh giới đại thánh của anh, vì thế anh tu luyện không gặp khó khăn gì. Nhưng nếu muốn tu luyện tiếp các tầng phía sau thì độ khó sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Mọi người thấy Ngô Bình ngồi tu luyện thì đều đứng yên lặng ở một bên, không dám làm phiền anh. Đột nhiên, Ngô Bình mở mắt, Vạn Giới Chí Tôn Công ở tầng thứ 6 đã khiến anh hiểu rõ về bản chất của công pháp này. Anh mỉm cười rồi nói, bây giờ, tôi sẽ truyền cho mọi người một bộ công pháp độc nhất vô nhị có tên là Cửu Thiên Huyền Công. Cửu Thiên Huyền Công này là công pháp anh tóm gọn từ Vạn Giới Chí Tôn Công, độ khó đã được giảm xuống, nhưng uy lực vẫn vậy. Nếu có thể luyện thành thì uy lực cuối cùng không thua gì Thiên Cực Kiếm Kinh.
Anh gọi Ly Mộng tiên tử đến rồi nói, tiên tử, bây giờ tôi sẽ thay đổi thể chất của tiên tử, khiến tiên tử có thể nhanh chóng tu luyện nửa đầu của công pháp. Dứt lời, anh ấn tay lên đỉnh đầu của Ly Mộng tiên tử, một luồng sức mạnh diệu kỳ tiến vào người bà ấy, bắt đầu thay đổi cả thể xác và tinh thần của Ly Mộng tiên tử. Một tiếng sau, Ngô Bình thả tay ra, Ly Mộng tiên tử ngồi xếp bằng xuống đất rồi cảm nhận sự biến hóa trong người mình, đồng thời tu luyện Cửu Thiên Huyền Công mà Ngô Bình vừa truyền cho. Sau đó, Ngô Bình lại truyền công pháp này cho Đinh Nhu, giúp cả hai sư đồ họ cùng tu luyện. Kiểu thay đổi thể chất này rất tốn tinh lực, sau khi giúp họ xong, Ngô Bình phải nghỉ ngơi một lúc. Nhưng bây giờ chưa phải lúc để anh nghỉ ngơi nên anh đã nói với mọi người, họ sẽ tỉnh lại trong 2 đến 3 ngày tới, mọi người hãy trông coi cẩn thận, tôi đi trước đây. Ngô Bình rời khỏi Âm Dương Cốc rồi đến Đan Vương Lâu ở Đế Quốc Thiên Võ để đưa hết đan dược luyện chế trong mấy ngày qua cho Lãnh Như Yên. Đan Vương Lâu ở đây đã đi vào hoạt động, ngày nào cũng đông nghịt khách. Vì thế, Đường Tử Di đã gọi Lãnh Như Yên tới hỗ trợ, cô ấy am hiểu việc kinh doanh nên có thể dễ dàng quản lý nơi này. Lãnh Như Yên thấy Ngô Bình đến thì cười nói, Huyền Bình, may mà anh đến, không thì đang thiếu hàng để bán đây. Ngô Bình gật đầu, bán đan dược có lợi nhuận cao nên chúng ta phải tranh thủ. Lãnh Như Yên, ý anh là mấy nữa sẽ không bán được giá nữa ư? Ngô Bình cười nói, đương nhiên, cái gì hiếm thì mới quý. Em xem đi, ngày nào chúng ta cũng bán một lượng lớn đan dược ra. Chưa chắc đã có người uống hết đan dược mua về, mà mua về tích trữ, thậm chí làm bảo vật trong nhà. Cứ thế thì lâu dần, đan dược sẽ mất giá. Lãnh Như Yên hiểu ngay, xem ra chúng ta cần chuẩn bị nhanh thôi. Ngô Bình, sau này, mỗi năm mình sẽ đổi mới 1/3 đan dược một lần, thế thì cứ 3 năm chúng ta lại có loại hàng mới, như vậy sẽ không bị mất giá trị của hàng hóa. Lãnh Như Yên, cách này hay, thế thì anh chịu khó chút vậy, em chỉ lo anh dành nhiều thời gian để luyện đan quá thì ảnh hưởng đến việc tu hành thôi. Ngô Bình, có ảnh hưởng cũng phải chịu, vì trước mắt kiếm tiền là quan trọng nhất. Nói rồi, anh chợt nhớ đến một chuyện nên chuyển chủ đề, Như Yên, anh chuẩn bị bồi dưỡng cả 1000 thánh nhân, hay em làm thánh nhân đầu tiên được anh bồi dưỡng đi. Lãnh Như Yên ngẩn ra, em có thể làm thánh nhân ư? Ngô Bình cười nói, vào thời chư thánh chỉ thế, có nhiều thánh nhân đều do đại thánh tạo ra. Dù em chỉ có tư chất và xương cốt bình thường thì anh cũng có thể biến em thành thánh nhân được, đó là tài năng của đại thánh. Lãnh Như Yên, Huyền Bình, sao bảo con người đều có số cả rồi cơ mà? Ngô Bình, nhưng khi anh tu luyện trước kia đã trải qua cảnh giới đoạt thiên, tiến vào cảnh giới thiên mệnh rồi, vì thế nếu anh muốn biến em thành thánh nhân thì em sẽ là thánh nhân. Lãnh Như Yên hít sâu một hơi rồi nói, được, em đồng ý. Họ đã là của nhau thì đương nhiên không thể nước phù sa chảy ra ruộng ngoài, vì thế Lãnh Như Yên không thể từ bỏ cơ hội tốt này. Ngô Bình, giờ anh đưa em đến thánh đường luôn. Anh vừa nói dứt câu thì Lãnh Như Yên đã biến mất, sau đó xuất hiện trong một thánh đường cùng anh, họ đã tiến vào một không gian đầy ánh sáng. Khi được các luồng sáng ấy bao phủ, cơ thể và tinh thần của Lãnh Như Yên đã bắt đầu tiến hóa mãnh liệt. Ngô Bình dùng bản lĩnh của Đại Thánh rồi truyền 1/1 thánh lực sang cho Lãnh Như Yên, đồng thời mượn thánh đường để nâng cao thể xác và tinh thần của cô ấy. Nhờ đó, dù Lãnh Như Yên có là một viên đá bình thường thì cũng có thể dễ dàng tiến vào cảnh giới thánh. Đương nhiên Ngô Bình cũng hao tổn 1/1 thánh lực vì giúp Lãnh Như Yên, có lẽ hơn 1 năm sau anh cũng khó mà lấy lại được. Điều này khiến Ngô Bình không thể liên tục bồi dưỡng thánh nhân, dẫu sao từ xưa đến nay đại thánh mạnh nhất cũng chỉ bồi dưỡng được 800 thánh nhân mà thôi, chứ chưa thể đạt đến con số 1000 như anh dự định. Thời gian ở thánh đường khác với bên ngoài, Lãnh Như Yên ở đây 3 năm thì bên ngoài mới qua 1 ngày. Trong thời gian này, cô ấy không ngừng tu luyện, rèn luyện hình thể, nâng cao tinh thần và tu luyện công pháp thánh đạo mà Ngô Bình truyền thụ cho. Cuối cùng, cô ấy đã trở thành một thánh nhân trong năm thứ 3, hơn nữa còn đạt đến tầng thứ 2 của cảnh giới là thánh linh. Sau khi rời khỏi thánh đường, quanh người Lãnh Như Yên đã tỏa ra thánh uy cực mạnh. Lần này, khi cô ấy nhìn Ngô Bình thì thấy anh uy nghi khác lạ. Ngô Bình của lúc này cao vạn trượng, đầu đội trời chân đạp đất, toàn thân ánh lên lửa thánh màu vàng,
phái sau có thánh quang huy hoàng, dường như trong cơ thể anh đang che giấu một sức mạnh vô tận, khiến Lãnh Như Yên vừa nhìn đã phải hàng phục. Lãnh Như Yên ngẩn ra rồi lẩm bẩm, Huyền Bình, không ngờ anh mạnh thế đấy. Nếu không trở thành thánh nhân thì không bao giờ em thấy được rõ thực lực của anh. Ngô Bình cười nói, em cứ chịu khó tu luyện thì sau này cũng được như anh thôi. Lãnh Như Yên đi tới ôm anh rồi dịu dàng nói, bây giờ em mới biết đấy. Anh này, các chị em khác đều có con với anh rồi, hay chúng ta cũng sinh một tiểu thánh đi. Ngô Bình sờ mũi rồi nói, ừ, sinh một tiểu thánh nhân cũng hay đấy. Lãnh Như Yên lập tức kéo anh vào phòng, một thánh nhân, một đại thánh cùng làm việc trai gái như bao cặp đôi bình thường khác. Ngày hôm sau, Ngô Bình rời khỏi phòng rồi nói, Như Yên, anh cũng dạy em cách luyện đan rồi, mấy ngày tới anh hãy luyện chế nhiều đan dược một chút, giờ anh phải đến Thái Thanh Tiên Giáo một chuyến. Chào Lãnh Như Yên xong, Ngô Bình về Côn Luân Kiếm Cung tìm Lam Hâm, sau đó cả hai cùng về Thái Thanh Tiên Giáo. Phiêu Miểu Tiên Tử biết họ sắp đến nên đã chờ sẵn cùng với Lão Tổ Huyền Đô. Đôi bên gặp mặt, Ngô Bình tiến lên hành lễ. Lão Tổ Huyền Đô cười nói, Huyền Bình, con đến đúng lúc lắm, ta đang có chuyện cần nói với con đây. Ngô Bình, vâng ạ. Phiêu Miểu Tiên Tử, để con nói cho ạ. Huyền Bình, con cũng biết rồi đấy, đại thế giới Thái Thanh của chúng ta chỉ ở cấp thấp nhất, bên trên còn có đại thế giới Thượng Thanh và đại thế giới Ngọc Thanh nữa. Con biết sự khác biệt của ba đại thế giới này rồi đúng không? Ngô Bình, con từng nghe Nguyên Hạc kể Thái Thanh là bảo địa tu tiên, Thượng Thanh tu tiên thành chân, còn Ngọc Thanh tu chân thành thánh. Phiêu Miểu Tiên Tử, con mới biết sơ qua thôi. Thái Thanh có nhiều truyền thừa tiên đạo, Thượng Thanh có truyền thừa của chân nhân Thái Cổ và các thánh nhân, còn Ngọc Thanh thì có truyền thừa của chư thánh và tiên đình ở các kỷ nguyên. Ngô Bình, ra là vậy. Xem ra con phải đến đại thế giới Thượng Thanh một chuyến rồi. Lão Tổ Huyền Đô, thật ra đại thế giới Thượng Thanh có hệ thống tu hành riêng của mình, đến ta muốn tới đó cũng phải khai báo đấy. Ngô Bình trợn tròn mắt, sư tổ cũng phải khai báo ạ. Lão Tổ Huyền Đô, có gì đâu mà ngạc nhiên thế, nhưng nếu gặp tình huống nguy hiểm đến tính mạng thì các cao thủ ở đó cũng phải nhờ chúng ta đến chi viện. Ngô Bình, lẽ nào chuyện người định nói với con có liên quan đến Thượng Thanh? Lão Tổ Huyền Đô gật đầu, đúng thế, cứ 100 năm chúng ta đều cử một người đến Đại Thế Giới Thượng Thanh một lần để tham gia Đại Hội Thượng Thanh. Đại hội này được tổ chức 100 năm một lần, mỗi lần chỉ chọn ra 60 người dự thi. Chúng ta chỉ có một suất thôi. Ngô Bình, mình chỉ có một suất thôi ạ. Lão Tổ Huyền Đô, con đừng bực. Thật ra đệ tử của Thượng Thanh xuất sắc hơn của chúng ta rất nhiều, hơn nữa họ cũng không chịu ảnh hưởng của khuyên giới. Ngô Bình, con phải làm gì ở đại hội này ạ? Lão Tổ Huyền Đô, đại hội này sẽ xếp thứ hạng cho các thiên kiêu, sau khi vượt qua các bài kiểm tra, 10 thiên kiêu mạnh nhất sẽ được đi trên con đường chân thánh. Con đường này có đủ các kho báu mà người trước để lại, chỉ cần con đủ may mắn, thực lực mạnh thì chắc chắn sẽ có thu hoạch. Phiêu Miểu Tiên Tử, nhưng muốn lọt vào top 10 của đại hội thì khó lắm, đương nhiên chúng ta đều tin tưởng con vì con rất mạnh. Lão Tổ Huyền Đô, con còn nhớ Trương Ngọc Hoàng không? Ngô Bình, có ạ, hắn cũng tham gia ạ. Ừ, mục đích của hắn là đến con đường chân thánh và đi đến cuối để lấy được kho báu quý nhất. Lão Tổ Huyền Đô nói tiếp, nghe đâu, kho báu cuối cùng này có thể giúp người ta trở thành chân hoàng, thánh hoàng. Hơn nữa, một khi lấy được nó thì sẽ trở thành giới chủ của Đại Thế Giới Thượng Thanh. Ngô Bình, giới chủ. Lão Tổ Huyền Đô, ừ, giới chủ là người có quyền lực nhất ở Đại Thế Giới Thượng Thanh. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, sao Trương Ngọc Hoàng cũng giành được một suất vậy ạ? Phiêu Miểu Tiên Tử, thật ra có hai người có thực lực trên hắn, họ là Trương Ưng Thiên và Thần Phá Tiêu. Ngô Bình thấy trùng hợp nên nói, con biết Trương Ưng Thiên. Nhưng Thần Phá Tiêu là ai ạ? Phiêu Miểu Tiên Tử, Thần Phá Tiêu là một thiên tài đỉnh cấp khác của khuyển giới, thậm chí người này còn nổi tiếng hơn cả con ở khuyên giới này đấy. Ngô Bình, nổi tiếng thì có ích gì, đánh nhau phải thắng thì mới là giỏi. Phiêu Miểu Tiên Tử bật cười nói, là ta nghĩ nhiều, thực lực của con chẳng thua gì sư tôn, thì sao phải sợ họ nhỉ? Ngô Bình hỏi, sư tổ, khi nào thì mình đến đó ạ?
Lão Tổ Huyền Đô còn chưa đến 3 tháng nữa. Trong thời gian này, con hãy cố gắng tu luyện để nâng cao thực lực, tốt nhất hãy thành Thánh Vương hay Chân Vương. Ngô Bình, Thánh Vương thì khó, nhưng con đã là Chân Vương rồi. Bọn họ trò chuyện thêm một lúc thì Lão Tổ Huyền Đô nhắc đến chuyện luyện đan rồi lấy mấy phương pháp luyện đan ra hỏi Ngô Bình có luyện được hay không. Anh nhìn thì thấy mình luyện được, chỉ cần có đủ dược liệu là xong. Sau đó, anh cùng Phiêu Miểu Tiên Tử đến đại thế giới Phiêu Miểu. Đến tiên cung rồi, Phiêu Miểu Tiên Tử cười nói, Huyền Bình, lát đi gặp tiểu sư muội của con đi. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, sư tôn lại nhận thêm đệ tử ạ? Lam Hâm cười nói, sư đệ, tiểu sư muội được sư tổ coi là kỳ tài đấy, em đi gặp cũng sẽ phải ngạc nhiên. Nghe thấy thế, Ngô Bình tò mò hỏi, tiểu sư muội đâu ạ? Đúng lúc này, có một nữ đệ tử vội vàng chạy vào báo, thiên tôn, không hay rồi, Long sư muội đã đánh thế tử nhà họ Thành bị thương, nhà họ Thành đang đuổi đến đây rồi ạ. Phiêu Miểu Tiên Tử giơ tay đỡ trán, hình như chuyện này không chỉ xảy ra một lần. Bà ấy hỏi, Long Tinh Nhi đang ở đâu? Sư tôn, Tinh Nhi đây ạ. Ngay sau đó, có một cô gái khoảng 17, 18 tuổi xinh đẹp như hoa đi vào, cô ấy cúi đầu xuống, dáng người dỏng cao, tóc buộc cao hai bên. Phiêu Miểu Tiên Tử xa sầm mặt nói, Long Tinh Nhi, tại sao con lại ra ngoài gây chuyện thế hả? Ta đã bắt con cấm túc nửa tháng rồi, con ra ngoài khi nào hả? Long Tinh Nhi cúi thấp đầu nói, sư tôn, Tinh Nhi sai rồi, tại người nhà của con bị người ta bắt nạt nên con mới phải về. Phiêu Miểu Tiên Tử lập tức thay đổi thái độ rồi hỏi, nhà con làm sao? Long Tinh Nhi đỏ hoe mắt nói, chỉ con đi mua vải, sau đó đã lọt vào mắt xanh của một tên ác bá, nên bị hắn bắt về nhà hắn. Chỉ con có giữ một lá bùa, khi gặp nguy hiểm sẽ bóp vỡ nó để báo cho con biết. Con đã dạy cho tên đó một bài học nhớ đời, ngoài ra còn lấy hết gia sản của nhà hắn đem chia cho người nghèo. Ai ngờ hậu thuẫn của tên đó đã tìm đến quản gia của nhà họ Thành rồi cử cao thủ đến đối phó con. Con cứ đánh hết lớp này lại có lớp khác đến, cuối cùng thế tử của nhà họ Thành đã ra mặt, nhưng cũng bị con đánh cho lên bờ xuống ruộng. Nghe thấy thế, Ngô Bình cười nói, sư muội làm đúng lắm, loại đó đáng bị ăn đòn. Phiêu Miểu Tiên Tử lừ mắt nhìn Ngô Bình, nếu con bảo vệ sư muội con như thế thì chuyện này ta giao cho con đấy. Ngô Bình, vâng, con sẽ đi với sư muội. Lam Hâm cười nói, Long sư muội, đây là Lý sư huynh của em đấy. Long Tinh Nhi quan sát Ngô Bình rồi chớp mắt nói, anh là Lý sư huynh ạ. Sư huynh, cuối cùng em cũng được gặp anh rồi. Thì ra, không chỉ sư tôn, mà các sư tỷ khác cũng đều hết lời khen ngợi Ngô Bình. Dần ra, hình tượng của anh đã trở nên rất vĩ đại trong Long Tinh Nhi. Ngô Bình cười nói, sư muội, chúng ta là người một nhà nên đừng khách sáo. À, người nhà họ Thành đến rồi à? Long Tinh Nhi gật đầu, họ không dám xông vào đây nên đang đứng chửi bới ở lối vào của đại thế giới Thái Thanh. Ngô Bình, đi, sư huynh sẽ xử lý chuyện này cho em. Dứt lời, cả hai cùng biến mất ngay. Lam Hâm, sư tôn, sư đệ nóng tính lắm, cậu ấy mà đi khéo nhà họ Thành ra bã đấy ạ. Phiêu Miểu Tiên Tử cười khẩy nói, người của Thái Thanh kiếm cung ta đâu thể để người khác bắt nạt, ta cũng muốn cho nhà họ Thành ấy một bài học. Tiêu diệt họ luôn cũng được. Lam Hâm lắc đầu, bấy giờ mới nhớ ra ngày xưa sư tôn của mình còn nóng tính hơn sư đệ Huyền Bình nhiều. Lúc này, Ngô Bình và Long Tinh Nhi đã xuất hiện ở trước cổng của Thái Thanh Tiên Giáo, hiện có cả đám người đang đứng chửi bới ở đây, đi đầu là một người phụ nữ, bà ta có vóc dáng cao lớn, đôi mắt thì dữ tợn. Các đệ tử canh cổng đều nổi giận, đang chuẩn bị bẩm báo chuyện này lên trên. Nhưng đột nhiên thấy Ngô Bình đến thì họ đều dừng bước. Người phụ nữ kia nhìn thấy Long Tinh Nhi đến thì tức tối quát, con danh kia, mày đánh con trai tao bị thương thì dù có chạy đằng trời thì tao cũng sẽ bắt được mày rồi đánh mày chết. Long Tinh Nhi lườm bà ta, là con trai bà ra tay với tôi trước đấy chứ. Người phụ nữ vung tay lên, bắt con khốn ấy lại. Chát! Ngô Bình bất thình lình xuất hiện trước mặt bà ta rồi tặng cho bà ta một cái tát, sau đó lạnh lùng nói, ăn nói cho cẩn thận, tôi thấy bà mới là con khốn đấy.
Những người khác thấy chủ mẫu của mình bị đánh thì đều đồng loạt ra tay với Ngô Bình. Nhưng anh chẳng thèm nhìn mà chỉ vung tay lên, tất cả bọn họ đều bất động trên không, họ vẫn có thể suy nghĩ, nhưng không thể cử động. Người phụ nữ biến sắc mặt rồi hỏi, cậu là ai? Ngô Bình, tôi là Lý Huyền Bình, đệ tử của Thái Thánh Tiên Giáo, nhà họ Thành các người bắt nạt sư muội của tôi thì không yên với tôi đâu. Người phụ nữ tái mặt, cậu muốn thế nào? Ngô Bình, dám chạy tới tận đây để chửi bới, các người cũng to gan đấy. Bây giờ, tôi đang rất có hứng thú với các người, để tôi xem các người giỏi đến đâu nào. Dứt lời, anh tung một quyền về phía người phụ nữ, gọi chồng bà đến đây mà cứu bà, không thì tôi sẽ đánh chết bà luôn đấy. Người phụ nữ nhìn thấy ánh mắt hung ác của Ngô Bình thì lập tức nổi sợ, sau đó vội vàng gọi chồng mình là gia chủ của nhà họ Thành đến. Nhà họ Thành là một trong năm gia tộc lớn của đại thế giới Ngũ Hồ. Còn nhà của Long Tinh Nhi thì sinh sống ở khu vực thuộc quyền quản lý của nhà họ Thành, vì thế nếu nhà cô đắc tội với họ thì gần như sẽ không còn đường sống nữa. Nhưng Long Tinh Nhi rất may mắn, cô ấy không chỉ là đệ tử của Phiêu Miểu Tiên Tử, mà còn là sư muội của Ngô Bình. Gia chủ của nhà họ Thành tên là Thành Duy Sơn, ông ta đã có tu vi đạo quân. Nhà họ Thành có thể trở thành một trong năm gia tộc lớn cũng nhờ có một lão tổ với tu vi cao thâm. Điều này khiến cho người trong gia tộc này rất phách lối, ví dụ như vợ của Thành Duy Sơn, bà ta dám chạy đến Thái Thanh Tiên Giáo để chửi bới. Thành Duy Sơn đang tiếp một vị khách quan trọng ở nhà thì nhận được tin của vợ mình, ông ta lập tức nổi đóa rồi thầm mắng vợ mình suy nghĩ nông cạn, không dưng lại ra ngoài gây chuyện. Ông ta mặc áo bào màu lam, làn da đen nhẻm, ngoài ra còn để râu xồm xoàm. Lúc này, đang có một người thanh niên người đối diện với ông ta. Đây là cường giả số một của đại thế giới Ngũ Hồ, đệ tử của Ngũ Hồ Tán Tiên, bọn họ đã thương lượng một chuyện bí mật. Người thanh niên trông rất tuấn giật, anh ta cười hỏi, Thành huynh, có chuyện gì à? Thành Duy Sơn thở dài đáp, vợ tôi đang bị bắt nên muốn tôi tới cứu, không thì sẽ bị người ta đánh chết. Người thanh niên hừ lạnh nói, là ai mà khẩu khí lớn thế? Thành Duy Sơn, nghe nói là đệ tử của Thái Thanh Tiên Giáo. Người thanh niên cao mày, Thái Thanh Tiên Giáo đã có một đạo tôn chấn thủ, đúng là khó thật, Thành huynh định tính sao? Thành Duy Sơn, dẫu sao đó cũng là một thế lực lớn, chắc họ sẽ không làm khó tôi đâu, cứ đến đó rồi tính. Người thanh niên gật đầu, cũng được, giờ tôi cũng rảnh, để tôi đi cùng. Thành Duy Sơn mừng rỡ, được. Người thanh niên có thực lực mạnh hơn Thành Duy Sơn. Sư tôn của anh ta là cường giả siêu cấp của Ngũ Hồ Tán Tiên, có anh ta đi cùng thì Thái Thánh Tiên Giáo cũng phải nể mặt ông ta phần nào. Trong lúc chờ người đến, Ngô Bình hỏi Long Tinh Nhi, sư muội, nhà em có những ai? Sao không đón đến đây luôn? Long Tinh Nhi, sư huynh, Tinh Nhi còn một chị gái, một em trai, bố mẹ và một bà nội đã hơn 80 tuổi. Nhà em không chịu chuyển đến đây vì bà nội quen sống ở đó rồi. Ngô Bình, ừ, ra là thế, tên bắt nạt chị em sao rồi? Long Tinh Nhi, em đánh cho hắn lên bờ xuống ruộng nên mới chọc tới nhà họ Thành đấy, tên này là con riêng của người phụ nữ đanh đá kia kìa. Ngô Bình, nếu không vì thế thì chắc hắn không dám ngông nghênh đâu hả? Sau đó, anh hỏi người phụ nữ kia, ai là người có thực lực cao nhất trong nhà họ Thành? Người phụ nữ đáp, đương nhiên là lão tổ tông của nhà tôi. Tu vi của người rất cao thâm. Long Tinh Nhi, sư huynh, người đó tên là Thành Diễn, thực lực mạnh lắm, nhưng không ai biết tu vi của lão ta đến đâu. Ngô Bình, thế à? Để anh đánh với lão một trận là biết ngay. Người phụ nữ ngẩn ra, tên này định đánh nhau với lão tổ tông nhà bà ta ư? Sao anh có thể tự tin như thế? Không lâu sau, Thành Duy Sơn và người thanh niên đã đến. Thành Duy Sơn nhìn người phụ nữ đang nằm dưới đất thì chắp tay nói, Thành Duy Sơn của nhà họ Thành đến thăm hỏi Thái Thanh Tiên Giáo, cậu bạn, không biết vợ tôi đã làm gì sai mà cậu lại đối xử với bà ấy như thế. Ngô Bình nhìn Thành Duy Sơn rồi đáp, ác phụ này đã dung túng cho con riêng của mình làm chuyện xấu bắt nạt nhà sư muội tôi. Sư muội tôi ra tay trừng trị thì bà ta dám đến tận đây chửi bới. Ha ha! Dù chúng tôi có dễ tính đến mấy thì cũng không thể bỏ qua cho bà ta được. Thành Duy Sơn, đây đúng là lỗi của vợ tôi,
lão tổ tông nhà tôi là bạn nhiều năm với lão tổ Huyền Đô, mong cậu nể mặt tình nghĩa đôi bên mà bỏ qua cho vợ tôi lần này. Ngô Bình, tha cho bà ta cũng được, nhưng nhà sư muội tôi sống ở đại thế giới ngũ hồ, ông phải hứa là không được động đến họ. Thành Duy Sơn cười nói, chuyện nhỏ, nhà họ Thành đảm bảo sẽ giữ an toàn cho họ, ngoài ra còn cung cấp thêm cho họ ruộng đất, cậu thấy sao? Nếu Thành Duy Sơn đã nhắc đến lão tổ Huyền Đô thì Ngô Bình phải nể mặt, anh nói, nếu vậy thì ông dẫn người đi đi. Thành Duy Sơn đang định dẫn người đi thì Long Tinh Nhi ở bên cạnh Ngô Bình chợt bật khóc. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, sư muội, sao thế? Long Tinh Nhi vừa khóc vừa nói, sư huynh, bố mẹ em bị người ta đánh chết rồi. Ngô Bình biến sắc mặt, những người tu hành như họ sẽ phát hiện ra ngay nếu người thân của mình bị sát hại. Anh nổi giận rồi hỏi Thành Duy Sơn, là nhà ông làm đúng không? Thành Duy Sơn cũng nhăn mặt nói, tôi cũng không rõ, để tôi về điều tra. Ngô Bình túm lấy Long Tinh Nhi rồi xé rách thời không, lập tức xuất hiện ở nhà của cô ấy tại đại thế giới ngũ hồ. Lúc này, có một cặp vợ chồng đang nằm dưới đất, người bị chặt đầu, người bị chém đứt đôi người, gần đó còn có một cụ bà chết dưới lưỡi đao. Khi họ đến thì có một người đàn ông dẫn theo đám thuộc hạ đang kéo một cô gái xinh đẹp khoảng 20 tuổi ra ngoài. Cô gái khóc đến bật máu, đôi mắt chứa đầy vẻ tuyệt vọng. Người đàn ông cười lạnh, em gái cô ghê gớm lắm hả? Giờ tôi giết cả nhà cô và ngủ với cô, để xem nó làm gì được nào. Nhìn thấy thế, Long Tinh Nhi hét lên rồi định ra tay, nhưng đã bị Ngô Bình kéo lại, anh thờ ơ nói, bình tĩnh, có sư huynh ở đây thì hắn không chạy thoát được đâu. Thằng khốn kia! Lúc này, nhóm Thành Duy Sơn cũng đã đến, nhìn thấy hành vi độc ác của người thanh niên, ông ta hốt hoảng vì biết có chuyện lớn rồi nên hét lên. Người này chính là con trai của ông ta cùng người vợ kia, hắn tên là Thành Thiên Nhất. Thành Thiên Nhất nhìn thấy Thành Duy Sơn đến thì cười nói, bố, sao bố lại đến đây? Nhà họ Long này không biết tốt xấu nên con đã giết hết. Chát! Thành Duy Sơn đáp xuống rồi tát cho Thành Thiên Nhất ngã sóng xoài rồi mắng, nghịch tử. Mày đúng là đồ mất não. Người phụ nữ hét lên, Thành Duy Sơn, sao ông lại đánh con hả? Thành Duy Sơn thở dài, sau đó chắp tay với Ngô Bình đang lạnh mặt, là tôi dạy con không nghiêm, mong cậu bớt giận. Ngô Bình lạnh giọng hỏi, ông định xử lý chuyện này thế nào? Thành Duy Sơn nhăn nhó mặt mày, ông ta suy nghĩ thật lâu rồi nói, người chết thì không thể sống lại, chúng tôi sẽ bồi thường. Long Tinh Nhi đã đá văng đám đầy tớ của Thành Thiên Nhất ra rồi chạy đến ôm chị mình, nghe thấy Thành Duy Sơn nói thế. Cô ấy tức tối nói, giết người rồi bồi thường là xong à? Ngô Bình, sư muội tôi nói đúng, nếu tôi giết hết cả nhà ông thì cũng đền tiền là xong hả? Nếu được thì tôi có nhiều tiền lắm, đủ giết nhà ông cả trăm lần đấy. Anh đang vô cùng tức giận, người của nhà họ Thành đúng là vô pháp vô thiên, mất hết tính người. Thành Duy Sơn thở dài nói, tôi có thể hiểu tâm trạng của cô cậu, nhưng chuyện đã đến nước này thì oan oan tương báo đến bao giờ? Chỉ bằng chúng ta cùng nhau ngồi xuống. Quỳnh. Ngô Bình bất chợt ra tay, một trường ấn rơi từ trên cao xuống rồi đè Thành Thiên Nhất xuống đất bẹp dí, sau đó có một luồng khí bốc hơi lên rồi biến mất. Cậu dám, Thành Duy Sơn phản ứng không kịp nên nổi giận ngất trời rồi tung ngay một quyền về phía Ngô Bình. Ngay sau đó đã có một hình chiếu bầu trời sao với hàng ngàn vì sao xuất hiện sau lưng ông ta. Đối diện với đòn tấn công của Thành Duy Sơn, Ngô Bình chẳng thèm để ý, anh bắn tay phải ra rồi chộp lên cao, một bàn tay khổng lồ đã bóp nát cả bầu trời sao ấy. Thành Duy Sơn kêu hự một tiếng rồi hộc máu, mặt mày tái mét. Người phụ nữ cũng hét lên, con trai tôi, sau đó liều mạng lao về phía Ngô Bình. Anh vung tay lên, không gian vặn vẹo, một hang động đen ngòm xuất hiện sau lưng người phụ nữ rồi hút bà ta vào. Anh vừa ra tay đã có hai người chết. Một người bị thương, người thanh niên biến sắc mặt nói, cậu cũng tàn nhẫn đấy. Liên quan gì đến anh, Ngô Bình lừ mắt với anh ta, đừng lo chuyện bao đồng, không cũng chung số phận giống họ đấy. Người thanh niên hừ mạnh nói, đây là đại thế giới ngũ hồ, không phải nơi mà người bên ngoài như cậu có thể làm bậy. Dứt lời,
người ta phình to lên rồi hóa thành người khổng lồ và mọc thêm 8 cái tay, mỗi cánh tay đều cầm một vũ khí. Ngô Bình, chán sống thì để tôi tiễn đi luôn. Anh tung một quyền ra, đây là chiêu thức mạnh nhất của cảnh giới thánh võ. Ngay sau đó, trời đất đã rung chuyển, các vì sao ngừng sáng, khí tức mà thế che phủ người thanh niên, khiến anh ta như trải qua đại kiếp của kỷ nguyên. Cái gì? Sao cậu có thể mạnh tới vậy? Anh ta biến sắc mặt rồi liều mạng bỏ chạy. Nhưng hiện giờ đã bị luồng sức mạnh kia khóa chặt nên anh ta không thể cử động được. Xin hạ thủ lưu tình. Lúc này chợt có một giọng nói vang lên, một ông lão râu tóc bạc phơ xuất hiện giữa người thanh niên kia và Ngô Bình. Anh híp mắt hỏi, ông là ai? Ông lão, tôi là Ngũ Hồ Tán Tiên, bạn cũ của lão tổ Huyền Đô. Ngô Bình, tên này không biết điều, đã thế còn lo chuyện bao đồng, hắn là đệ tử của ông à? Ngũ Hồ Tán Tiên thở dài nói, nó là Đỗ Kim Ưng đệ tử của tôi. Mong cậu nể mặt tôi mà tha cho nó lần này. Lúc này, lão tổ Huyền Đô cũng xuất hiện, ông ấy nói, Ngũ Hồ, đệ tử này của ông không có tầm nhìn xa trông rộng. Ngũ Hồ Tán Tiên cười trừ, tại tôi không biết dạy, Huyền Đô, nể tình chúng ta quen biết đã lâu, xin ông tha cho nó. Lão tổ Huyền Đô, chuyện gì cũng có lý của nó, tôi không thể quyết định thay Huyền Bình được. Tuy nói là vậy, nhưng ông ấy vẫn nói với Ngô Bình, Huyền Bình, Ngũ Hồ là một tán tu rất chính trực. Ngô Bình thu chiêu lại rồi nói với Đỗ Kim Ưng, anh không biết phân biệt thiện ác thì kệ anh, nhưng nếu còn dám xen vào chuyện của tôi thì đừng có trách. Lần sau mà để tôi gặp lại, anh sẽ giết anh ngay. Đỗ Kim Ưng tái mặt, nhưng không dám nói một lời. Ngũ Hồ Tán Tiên chắp tay nói, cảm ơn cậu, Huyền Đô, khi nào rảnh thì tôi sẽ ghé chơi, dứt lời, ông ấy đưa Đỗ Kim Ưng đi. Thành Duy Sơn ngồi dưới đất, sau khi trúng đòn của Ngô Bình, ông ta đã bị thương nặng, lão tổ Huyền Đô, chỉ là mấy người bình thường chết thôi, có đáng để chúng ta trở mặt với nhau vậy không? Nhà họ Thành không dễ bị bắt nạt đâu. Lão tổ Huyền Đô mặc kệ ông ta rồi nói, Thành Diễn, ông còn chưa ra đi à? Không trung xuất hiện một điểm sáng lớn, chói đến mức mọi người không mở mắt ra nổi. Sau đó, một tiền bối già tóc đỏ cầm cây gậy đầu rồng bỗng xuất hiện trong vùng sáng. Ông ta thở dài, nói, đám khốn nạn này, làm tiền bối đây phiền quá đi mất. Thành Duy Sơn vội quỳ xuống, lão tổ. Người đó chính là lão tổ tông của nhà họ Thành Thành Diễn. Thành Diễn lắc đầu, nói, Huyền Đô, chuyện nhỏ xíu. Có đáng phải diệt hết nhà họ Thành không? Ông ta vừa nói vừa nhìn sang Ngô Bình. Lão tổ Huyền Đô cười he he, nói con cháu nhà họ Thành của tiền bối giết hết cả nhà đệ tử tiên giáo của tôi, tiền bối giải thích thế nào? Thành Duy Sơn hừ một tiếng, giết cũng đã giết rồi, các tiền bối tự liệu mà xử lý đi. Thành Diễn cứng rắn hơn Ngũ Hồn Tán Tiên nhiều, thái độ kiểu ông có thể làm gì được tôi? Lão tổ Huyền Đô nói với Ngô Bình, Huyền Bình, con thấy nên làm thế nào? Ngô Bình tung một đấm về phía Thành Duy Sơn, Thành Diễn lập tức chặn phía trước, đẩy tay phải nhẹ về trước, không gian bỗng xuất hiện vô số thế giới gấp khúc, cú đánh của Ngô Bình bị những thế giới này hấp thụ hết toàn bộ. Anh hơi chau mày, có chút thực lực, hèn gì cậu lại ngông cuồng đến thế? Ngô Bình, tôi nhất định phải giết tên Thành Duy Sơn này. Tiền bối không bảo vệ được ông ta đâu. Thành Diễn im lặng, nếu một chọi một thì ông ta không sợ nhưng lão tổ Huyền Đô cộng thêm Ngô Bình không biết thực lực thế nào nữa thì ông ta không nắm được phần thắng. Thành Diễn thở dài một hơi rồi nói, người cũng đã chết rồi, hung thủ cũng đã bị cậu giết chết, tôi thấy chuyện này nên kết thúc ở đây đi. Ngô Bình, có chấm dứt được hay không, cũng không phải do tiền bối nói là được. Thành Diễn chau mày, cậu bạn. Cậu còn muốn thế nào? Ngô Bình, cho tiền bối hai lựa chọn, một là đến chết mới thôi, hai là dùng một nửa gia sản của nhà họ Thành đền bù. Thành Diễn nheo mắt, đến chết mới thôi, một nửa gia sản. Hừm, cậu mạnh miệng đấy, mặc dù Thành Diễn tôi không thích gây chuyện nhưng tôi cũng không sợ phiền phức đâu. Ngô Bình, đúng là bây giờ tôi rất khó giết được tiền bối nhưng sau 5 năm, 10 năm nữa. Tiền bối nghĩ tu vi của mình còn có thể nâng cao à? Thành Diễn bỗng im lặng, đúng vậy, người này quá trẻ tuổi, thực lực lại mạnh đến vậy. Nếu cho anh thêm mấy năm nữa thì e rằng bản thân sẽ không thể là đối thủ của anh.
Sắc mặt Thành Diễn trở nên vô cùng khó coi, ông ta suy nghĩ một lúc lâu rồi nói, chuyện này đúng là nhà họ Thành tôi sai trước, thế này đi, tôi bằng lòng dùng một vật báu gia truyền để đền bù. Ngô Bình, vậy thì phải xem đó là bảo bối gì? Thành Diễn, năm xưa, khi tôi chỉ là một người phàm, sở dĩ có thể đi theo con đường tu hành đều do nhờ có bảo bối đấy hỗ trợ. Ngô Bình nghe ông ta nói vậy thì thấy hứng thú, báu vật gì thế? Thành Diễn, mời đi theo tôi. Ngô Bình nói với Long Tinh Nhi, sư muội, em an táng cho người nhà trước, chăm sóc tốt cho chị của em, anh đi một lát sẽ về. Em yên tâm, nhất định sư huynh sẽ có câu trả lời cho em về chuyện này. Long Tinh Nhi khóc như mưa, cô ấy quỳ xuống đất, lạy Ngô Bình, nói, sư huynh, không biết sao cảm ơn cho hết đại ơn của anh, từ nay về sau, mạng của Long Tinh Nhi là của sư huynh. Ngô Bình và Lão Tổ Huyền Đô đi theo Thành Diễn vào một không gian huyền bí. Không gian đó rất thần bí, chỉ có Thành Diễn mới có thể tìm ra được. Sau khi vào trong, Ngô Bình nhìn thấy một núi thần lơ lửng trên không trung, ngọn núi thần đó phát ra thần quang năm màu, khí tức kinh người. Ngô Bình nhìn thấy núi thần thì cảm nhận được nó có chứa sức sống mãnh liệt, nó là một vật thể sống. Anh giật mình hỏi, đấy là gì? Thành Diễn, năm xưa lúc tôi nhìn thấy nó thì nó chỉ là một ngọn núi bình thường. Lúc đó tôi là một cậu nhóc chăn trâu nghèo, ngày nào cũng nằm trên núi phơi nắng, hết ngày này qua ngày khác, hết năm ngày qua năm khác, đến lúc tôi 15 tuổi thì cảm giác thể chất của mình tốt hơn nhiều so với người bình thường, từ đó tôi đã đi theo con đường tu luyện. Ngô Bình, ý tiền bối là ngọn núi này có thể khiến thể chất tiền bối tốt hơn sao? Thành Diễn, không sai. Sau này, tôi tu hành có thành tựu thì chuyển nó đến chỗ này, bóc đi lớp vỏ đất đá bên ngoài, để lộ ra dáng vẻ thật sự của nó. Nhưng đáng tiếc từ đó về sau, ngọn núi thần này không còn giúp tôi cải thiện thể chất được nữa. Kỳ lạ hơn là tôi đưa những người khác đến đây thì họ cũng không thể cải thiện được thể chất như tôi. Ngô Bình, nếu như vậy thì sao tiền bối lại có thể? Thành Diễn lắc đầu, không rõ, có lẽ chỉ có những sinh linh cực kỳ cá biệt thì mới có thể được núi thần công nhận. Ngô Bình, thứ đồ không có giá trị gì thế kia có thể bì được với nửa gia tài của nhà họ Thành sao? Thành Diễn bật cười, thật ra với tôi mà nói, tất cả gia sản đều chẳng đáng là gì, nếu cậu cần thì tôi sẽ cho cậu. Đương nhiên cậu cũng có thể chọn đem nó đi. Lão Tổ Huyền Đô, Huyền Bình, có vẻ ngọn núi này cũng không tệ, sau này cho các đệ tử trong giáo trải nghiệm nhiều hơn, biết đâu cũng có thể bồi dưỡng được một hai thiên kiêu. Ngô Bình đang do dự thì bỗng dưng có một giọng nói ấm áp tròn đầy vang lên trong đầu cậu bạn. Anh giật mình, hỏi tiền bối là núi thần sao? Không sai, tôi là ngọn núi phía trước mặt cậu. Ngô Bình, quả nhiên tiền bối có sự sống. Đối phương, cậu có thể cảm nhận được tôi là do tôi cho cậu cảm nhận. Ngô Bình, tiền bối chưa từng liên lạc với Thành Diễn sao? Đối phương, tôi chỉ mượn tay ông ta để vào không gian này tu hành thôi. Ngô Bình, tiền bối cũng đang tu hành à? Đối phương, tôi cũng là tu sĩ, đương nhiên phải tu hành rồi. Chỉ có điều hình dạng của các cậu là sinh linh còn hình dạng của tôi là một ngọn núi. Tại sao tiền bối lại liên hệ với tôi? Anh hỏi, dù sao thì Thành Diễn cũng đã ở đây rất lâu rồi nhưng nó lại chưa từng giao tiếp với ông ta. Núi thần, 10 năm trước kỷ nguyên, tôi là một hòn đá cuội, nhờ có một cao thủ giỏi chỉ điểm nên có được linh trí. Thế là tôi được thiên đế phong là thần của các ngọn núi, quản lý tất cả núi đồi trong nhân gian. 10 năm trước kỷ nguyên, Ngô Bình giật mình, xem ra tiền bối cũng là một cao thủ kỷ nguyên. Núi thần, lúc đó tôi được tôn là Thiên Nhạc Đại Đế, quản lý tất cả các sơn thần. Quản lý tất cả núi đồi, vậy là một chức quan rất lớn rồi. Núi thần, cũng tạm tạm, sau đó kiếp nạn kỷ nguyên xảy ra, tôi còn sống sót và có cơ hội tu luyện. Tôi phát hiện mỗi khi trải qua một kỷ nguyên thì thực lực của tôi lại được nâng cao rất nhiều. Ngô Bình, vậy bây giờ chẳng phải tiền bối đã là thiên hạ vô địch. Núi thần, tình hình của tôi không ổn, kỷ nguyên trước tôi đã bị đối thủ làm hỏng đạo cơ, vì vậy thực lực hiện tại đã lùi về trước 7 kỷ nguyên. Ngô Bình chớp mắt, nói vậy là bây giờ tiền bối vẫn là cao thủ ở cấp độ 3 kỷ nguyên sao? Núi thần, na ná vậy.
Tìm tôi làm gì? Anh hỏi. Núi thần, tôi cảm nhận được trên người cậu có khí tức của mấy cao thủ, điều này chứng tỏ cậu là người may mắn, là con trời trong tương lai. Gặp được thiên kiêu như thế đương nhiên tôi phải nói chuyện, kết bạn với cậu chứ. Ngô Bình, chỉ kết bạn thôi sao? Núi thần, nếu có thể tôi còn mong cậu giúp tôi một việc. Ngô Bình động lòng, nói tiền bối có việc gì cứ nói thẳng. Núi thần, kỷ nguyên trước, thạch thai mà tôi tu luyện đã bị người khác cướp mất, đấy là đạo cơ của tôi, chỉ cần tìm được thạch thai thì tôi sẽ có thể khôi phục được thực lực. Ngô Bình, thiên hạ rộng lớn thế này, tôi đi đâu tìm thạch thai của tiền bối đây? Núi thần, bây giờ có lẽ không thể nhưng sẽ có một ngày nhân vật lớn như cậu có thể giúp được tôi. Ngô Bình hiểu ra ngay, đối với cá thể có sinh mệnh được đo lường bằng kỷ nguyên thế này thì trong mắt họ, thời gian là một khái niệm khác hẳn. Anh nói, thôi được, tiền bối tin tôi đến vậy thì tôi chỉ có thể đồng ý với tiền bối. Trông có vẻ như họ nói với nhau rất nhiều nhưng thật ra chỉ diễn ra trong chớp mắt, anh nói, vật chất của núi thần này không tệ, tôi lấy nó vậy. Núi thần quả nhiên rất huyền diệu, thế mà thành diễn lại không cách nào thu được lợi ích gì từ nó, vì vậy thành diễn ở trước mặt đối với nó đã không còn giá trị gì, đưa nó ra để đổi lại một nửa gia sản chính là lựa chọn tốt nhất, cũng không khác gì lợi dụng phế vật. Thành diễn nói, được, núi thần này thuộc về cậu rồi. Ngô Bình vung tay, núi thần đã tiến vào động thiên, sau đó anh lạnh nhạt nói, thủ phạm đã chết, chuyện này dừng tại đây thôi. Rời khỏi nhà họ Thành, lão tổ Huyền Đô quay về tiên giáo Thái Thanh trước, Ngô Bình thì giúp Long Tinh Nhi chôn cất người nhà. Anh còn bắt cháu trai của người phụ nữ ác độc kia đến, chém đầu tế bái trước mộ. Tên ác bá này không còn người phụ nữ ác độc kia làm chỗ dựa thì như chó mất nhà, ngay cả dũng khí dẫy dụa cũng chẳng có. Trước linh đường, hai chị em bái lại người thân, sau đó đi cùng Ngô Bình quay về đại thế giới phiêu miểu. Chị gái của Long Tinh Nhi cũng rất xinh đẹp, tên Long Uyển Nhi, tính cách dịu dàng, Long Tinh Nhi đưa cô ấy đến nơi ở của mình. Quay về tiên cung phiêu miểu, Ngô Bình kể lại tình hình chuyến đi cho phiêu miểu. Phiêu miểu nói, nhà họ Thành có thể sống sót, là do sư tổ con nể mặt Thành diễn. Ngô Bình, thủ phạm bị xử tử, chuyện này cũng xem như đã giải quyết xong. Sư muội Tinh Nhi có tư chất rất tốt. Thành tựu sau này của em ấy e rằng không thấp hơn con. Phiêu miểu cười nói, cái đó thì chưa chắc, ít nhất hiện tại là không tệ. Huyền Bình, con phải giúp đỡ con bé nhiều thêm. Ngô Bình, sư tôn yên tâm, con đã rõ. Năm ngày sau, Ngô Bình đều dùng để luyện đan dược cho tiên giáo Thái Thanh, quá trình luyện chế cực kỳ khó khăn, thậm chí có một vài đan dược đã thất truyền từ lâu. Cũng may thuật luyện đan của anh bất phàm. Về cơ bản đều luyện chế thành công. Có một vài loại luyện chế không thành công, cũng là do phương thuốc có vấn đề, anh cần phải điều chỉnh mới làm được. Hôm nay, anh đang luyện đan dược thì đột nhiên nghe thấy âm thanh của núi thần. Tiểu Hữu, không gian kia ở gần đây, có bảo bối xuất hiện rồi, cậu có hứng thú không? Ngô Bình hỏi, không gian nào? Núi thần, tôi có thể đưa cậu đến. Ngô Bình, vậy đợi tôi luyện chế xong lô đan dược này đã. Nửa tiếng sau, anh đưa đan dược cho tiên tử phiêu miểu, nói, sư tôn, con ra ngoài đi dạo. Phiêu miểu, đi đi, đừng quên chuyện đại hội thượng thanh. Ngô Bình, không quên đâu. Rời khỏi đại thế giới phiêu miểu, Ngô Bình bỗng biến mất. Sau đó, anh đã xuất hiện trên đại dương mênh mông ở cực bắc đại lục Hồng Hoang. Vùng đại dương này. Nằm trong Hồng Hoang, thực ra là một cái hồ bên trong, nhưng bởi vì quá khổng lồ, nên được xem là đại dương, gọi là Bắc Hải. Đưa mình vào trong đại dương mênh mông, anh hỏi, núi thần, bảo bối tiền bối nói ở đâu? Núi thần, sắp xuất hiện, có thể cậu phải đợi ở đây hơn nửa ngày. Nghe nói phải đợi hơn nửa ngày, Ngô Bình bèn thả một chiến thuyền lớn, anh ngồi lên thuyền, lấy điểm tâm nước trái cây ra, vừa nhâm nhi vừa câu cá. Câu lên một con cá rồng đỏ thẫm, anh nghĩ đến gì đó, bèn vươn tay ra bắt lấy con cá trong hồ nước sau nhà ra. Kiếp trước con cá này có tu vi rất cao, sau đó được Ngô Bình phát hiện, được nuôi ở nhà, nó đã dùng không ít đan dược của anh. Con cá cảm nhận được thời không thay đổi, đột nhiên đã ra ngoài biển lớn, nó ngơ ngác, bỗng thốt thành lời,
Lý đạo hữu, tại sao đến nơi này? Ngô Bình, đã lâu như vậy rồi, không muốn khôi phục tu vi sao? Con cá có chút xấu hổ, nói, thật ra đã khôi phục từ sớm rồi. Nhưng chỗ Lý đạo hữu có đan dược, tôi muốn ở lại thêm mấy ngày. Ngô Bình, cậu là đạo tổ, tôi nuôi không nổi. Con cá nhếch miệng cười, sau lưng bỗng nứt ra, một luồng sáng vàng phóng thẳng lên trời, ngưng tụ thành hình dáng một thiếu niên. Thiếu niên chắp tay với anh, nói, Lý đạo hữu, cảm ơn anh đã nuôi dưỡng tôi trong suốt khoảng thời gian vừa rồi. Nếu không nhờ anh, có thể tôi đã bị thủy tộc khác ăn sạch rồi. Ngô Bình, không cần khách khí với tôi, ăn của tôi bao nhiêu thì sau này cậu trả lại cho tôi như vậy. Thiếu niên gãi đầu, được thôi, có cơ hội nhất định tôi sẽ quay lại. Lúc này Ngô Bình mới phát hiện, hơi thở thiếu niên này dường như không chỉ là đạo tổ. Anh hỏi, rốt cuộc kiếp trước cậu có tu vi gì vậy? Thiếu niên cười nói, cách tu hành kiếp trước của tôi giống đạo hữu, cảnh giới không cao, nhưng thực lực lại rất mạnh. Lúc tôi vẫn là địa tiên thì đã có thể đánh chết đạo quân rồi. Ngô Bình gật đầu, xem ra trên người cậu có không ít bí mật. Thiếu niên, Lý đạo hữu, tôi tên Trần Quan Bảo, ân tình của anh, đời này tôi sẽ không quên. Ngô Bình, đời này không quên. Chuyển thế kiếp sau sẽ quên sạch, đúng không? Trần Quan Bảo cười ha ha, là đời đời kiếp kiếp không quên. Ngô Bình, tôi mang cậu ra đây là vì nhất thời cảm thấy nơi này rất hợp với cậu. Trần Quan Bảo cười nói, quả thực nơi này rất tốt, hồng hoang quy về một, là lúc tôi thi triển sở học của tôi rồi. Ngô Bình, ngồi đi, nếm thử của tôi nào. Trần Quan Bảo ngồi xuống, hai người uống rượu trò chuyện. Trong lúc nói chuyện, Ngô Bình cảm thấy người này học thức bất phàm, dường như hiểu biết tất cả mọi thứ. Y thuật không tệ, trình độ luyện đan cũng khá cao, đối với tu hành cũng có hiểu biết riêng của mình. Anh ý thức được, Trần Quan Bảo này chắc chắn không phải nhân vật tầm thường, trên người nhất định ẩn chứa rất nhiều bí mật. Thiên kiêu như cậu sao lại biến thành một con cá có thể bị bắt ăn bất cứ lúc nào vậy? Trần Quan Bảo bỏ đũa xuống, cười nói, Lý đạo hữu. Anh nghe nói đến cực vận mệnh chưa? Ngô Bình, ồ, cực vận mệnh. Trần Quan Bảo gật đầu, thua sẽ mất tất cả, cực thắng thì sẽ có cơ hội trở thành một trong những cao thủ kỷ nguyên mạnh mẽ nhất. Ngô Bình xứng người, cậu thắng rồi sao? Trần Quan Bảo cười nói, vốn dĩ tôi sắp thua, thậm chí bản thân tôi cũng tuyệt vọng. Nhưng may mắn là tôi gặp được Lý đạo hữu, anh xuất hiện khiến thời thế tôi vận chuyển. Nếu tôi đoán không nhầm thì mấy người bọn họ, có thể vẫn còn là vật phàm, chưa khôi phục thực lực, dù sao cũng không phải ai cũng có thể được dùng đan dược của Lý đạo hữu luyện chế. Ngô Bình, ý cậu nói là, cậu cược vận mệnh với người khác. Trần Quan Bảo, ừ, không phải chúng tôi muốn cược, mà là quy tắc trò chơi khiến chúng tôi chỉ có thể làm như vậy. Tình hình cụ thể thì đợi có cơ hội tôi sẽ nói chi tiết với Lý đạo hữu. Bây giờ tôi phải rời khỏi nơi này rồi. Đi làm chút chuyện. Ngô Bình, được, chúc cậu mọi việc thuận lợi. Trần Quan Bảo chắp tay với Ngô Bình, Lý đạo hữu, đợi sau khi tôi làm xong việc, tôi sẽ tặng anh một lợi ích cực lớn, xem như báo đáp của tôi cho anh. Ngô Bình cười, vậy tôi đợi tin tốt của cậu. Trần Quan Bảo hóa thành một luồng tiên quang, bay lên trời, thoáng chốc đã biến mất không dấu vết. Anh ta vừa đi. Núi thần đã lên tiếng, người này không đơn giản. Ngô Bình, ô, sao lại không đơn giản? Núi thần, hơi thở người này tương tự với kiếp trước của cậu, có khả năng còn đáng sợ hơn cả cậu. Ngô Bình, ô, còn mạnh hơn cả tôi sao? Xem ra tôi đã xem nhẹ anh ta rồi. Núi thần, nhưng mà, bây giờ cậu gặp được tôi rồi, chắc chắn cậu ta không so được với cậu. Ngô Bình, tiền bối đang khen tôi. Hay là khen bản thân mình vậy? Hai người đang nói chuyện, thì một con cá lớn ba màu bỗng nhảy lên thuyền, nặng mấy chục cân, nó giãy mấy cái trên thuyền, rồi dần dần an tĩnh lại. Ngô Bình phát hiện linh khí vận chuyển trên thân cá, trông có vẻ như có linh trí, anh cố ý nói, vậy mà lại tự mình chui đầu vào lưới, xem ra là ông trời muốn cho mình một bữa cá nướng rồi. Nói rồi, anh định bắt lấy con cá bỗng vẫy đuôi. Định nhảy vào biển lớn, nhưng Ngô Bình nhanh tay, nắm chặt lấy nó, thản nhiên nói, nếu đã đến, thì mày khỏi chạy nữa. Nói đi,
mày muốn được tao hấp, hay là kho? Hay là, nướng ăn cũng được, chắc chắn tao sẽ thỏa mãn tâm nguyện mày. Sức lực con cá này rất mạnh, đáng tiếc nó nằm trong tay Ngô Bình, cũng giống như con kiến nhỉ vậy, không có sức phản kháng. Con cá gấp gáp, truyền âm nói, thả tôi đi, tôi còn phải đi báo tin cho Ngũ công chúa. Ngô Bình rất hiếu kỳ, hỏi, Ngũ công chúa nào? Cá lớn nói, con gái thứ 5 của yêu tổ Bắc Hải, anh không biết sao? Ngô Bình, ồ, Bắc Hải này còn có một yêu tổ sao? Thực lực của yêu tổ ít nhất cũng thuộc cấp bậc thánh ngũ, cực kỳ đáng sợ. Anh hỏi, mày không đi báo tin, nhảy lên thuyền tôi làm gì? Cá lớn, vừa nãy có mấy tên hải yêu truy sát tôi bất đắc dĩ phải nhảy lên đây tránh bị đuổi giết. Ngô Bình, mày cũng được xem là hải yêu, tại sao bọn họ lại muốn đuổi giết mày? Cá lớn, tôi nghe trộm được kế hoạch làm phản của chúng, đương nhiên bọn chúng sẽ không muốn thả tôi đi rồi. Trước đó, tôi đã bị giết một lần rồi, buộc lòng phải đưa thần hồn vào con cá này, không ngờ lại bị bọn họ đuổi giết đến. Ngô Bình lại càng hiếu kỳ, anh hỏi tiếp, kẻ làm phản là thuộc hạ của ai, yêu tổ sao? Cá lớn, đương nhiên là thuộc hạ của hang yêu Bắc Hải rồi. Bọn họ liên lạc với một yêu tinh bạch tuộc của Bắc Hải, muốn nhân lúc yêu tổ bị thương rồi bế quan để giết hại Ngũ công chúa, cướp đoạt hang yêu. Ngô Bình thoáng chốc đã tìm thấy trọng điểm, anh hỏi, hang yêu này rất quan trọng với bọn chúng sao? Cá lớn, đương nhiên rồi, tổ tiên của yêu tinh Bắc Hải, hơn phân nửa đều sinh ra ở hang yêu, chỉ cần kiểm soát được hang yêu, đồng nghĩa kiểm soát được chúng yêu của Bắc Hải. Ngay lúc này, vô số hơi thở hùng mạnh kéo đến, thoáng chốc đã khóa chặt Ngô Bình và cá lớn, một âm thanh vang lên xung quanh, cực kỳ hung tàn lạnh lẽo, tên loài người kia, ta khuyên ngươi đừng lo chuyện bao đồng. Rời khỏi nơi này, sẽ tha chết cho ngươi. Ngô Bình cười lạnh, loại tôm tép như mày nhiều lời vậy sao? Nói rồi, anh đánh ra một chưởng từ xa, mặt nước gần đó nổ tung, một con tôm lớn chừng 5 thước bay ra, trực tiếp rơi lên thuyền. Ngô Bình cầm đao, rạch thịt tôm từng đường, bỏ lên lò than nướng ăn, mùi vị cũng không tệ. Ngươi, lại dám ăn thịt tướng quân tôm càng của chúng ta, to gan lắm. Một hải yêu khác lớn tiếng quát. Ừ, bây giờ đang là mùa ăn cua. Nói xong, anh bèn vươn tay, vói vào mặt nước, một con cua lớn chừng cái thất bị kéo lên bờ, anh lập tức gõ mai cua, lấy gạch cua như thủy tinh ra. Hai mắt anh phát sáng. Nói ăn với thịt ba chỉ, làm bánh bao cua không tệ chút nào. Nghĩ đến bánh bao cua, anh bỗng phóng hóa thân, đưa nguyên liệu vào trong cung, để người trong nhà nấu ngay. Tướng quân cua và tôm đều bị đánh chết rồi, mau chạy đi. Không biết là ai hét lên, mặt biển bỗng nổi sóng, rất nhiều hải yêu đều rút khỏi hiện trường. Nhìn thấy Ngô Bình tiện tay đã giết chết hai tướng quân hải yêu, cá lớn vô cùng khâm phục. Bèn nói, tại hạ là thiên tướng Bôn Lưu dưới trướng yêu tổ, đa tạ ơn cứu mạng của thượng tiên. Ngô Bình, anh muốn đi đâu, tôi đưa anh đi một đoạn. Vị thiên tướng tên Bôn Lưu vội nói, đến nơi này, đi thêm 30 vạn dặm nữa là thủy cung Bắc Hải. Ngô Bình, đi. Anh nói xong, một luồng sáng nâng cá lớn bay lên không trung, bay một hơi 30 vạn dặm rồi mới xuống nước. Cá lớn này rất vui mừng. Lại bơi thêm vài tiếng đồng hồ thì đã đến thủy cung Bắc Hải. Thuận tay giúp một hải yêu, lúc này núi thần lại nói, nó sắp ra rồi. Sau đó, Ngô Bình nhìn thấy mặt nước nổi lên bọt nước, sau đó một cột trụ kim loại vàng, thô to như gò núi dần dần nổi lên, bên ngoài có các bùa chú tự nhiên huyền diệu, vô cùng khó tin. Cây cột dâng lên cả vạn mét, phóng ra vô vàng luồng sáng. Sức mạnh hùng mạnh đó khiến Ngô Bình cũng cảm thấy bản thân cực kỳ nhỏ bé, gần như nó chỉ cần nhẹ nhàng ra đòn thì có thể phá vỡ bầu trời, đánh vỡ mặt đất. Ngô Bình, núi thần, thứ này quá mạnh, tôi sợ không thể thu phục được nó. Núi thần, tôi có thể giúp cậu một tay. Nói xong, sức mạnh của núi thần bỗng chốc xuyên vào hai tay Ngô Bình, ánh mắt anh sáng lên, thân hình khẽ di chuyển, hóa thành người khổng lồ cả vạn mét. Hai cánh tay khổng lồ nắm giữ cây cột kim loại to lớn trước mặt. Sức mạnh núi thần thi triển, không ngừng đối đầu với sức mạnh căn nguyên của cây cột, qua chừng 5 phút, một luồng sức mạnh độc nhất vô nhất khắp đất trời,
bùng nổ từ trong cây cột, tiến vào trong thân thể Ngô Bình. Anh lập tức hấp thụ toàn bộ để luyện hóa. Lúc này, anh ngồi xếp bằng trong không trung, tay trái nắm cây cột khổng lồ, thân thể được một luồng sáng bao bọc. Nửa ngày sau, Ngô Bình mở bừng mắt, cây cột khổng lồ trong tay bỗng thu nhỏ, biến thành một cây cột dài chừng 3 mét, rộng chừng 2 ngón tay. Anh cũng khôi phục lại vóc dáng như người thường, xoay cây cột trong tay một vòng, rất thuận tay. Nhưng trong cây cột ẩn chứa sức mạnh kinh khủng kinh thiên động địa, bây giờ luồng sức mạnh đã bị Ngô Bình kiểm soát. Lúc này, núi thần thu hồi sức mạnh của nó, thân thể Ngô Bình bỗng trùng xuống, suýt nữa đã rơi vào trong biển. Anh nói, cây cột này quá mạnh, lai lịch nó thế nào vậy? Núi thần, đây là bảo vật kỷ nguyên, mỗi một kỷ nguyên đều sẽ sản sinh ra một vài chí bảo thiên địa, vật này là một trong số đó. Nó là chí bảo ngũ hành do vũ trụ này nuôi dưỡng ra, tôi đã trải qua 10 kỷ nguyên, chém giết bao nhiêu lần cũng không thể đoạt được một cái. Ngô Bình, sao cậu cảm nhận được nó? Núi thần, nó xuất hiện trong phạm vi của tôi. Hơn nữa bản thân tôi cũng rất nhạy cảm với loại chí bảo này. Ngô Bình, xem ra nơi này không nên ở lại lâu. Nói xong, anh bay về phương hướng hang yêu. Sau khi anh đi không lâu, bầu trời bỗng nhiên biến sắc, từng gương mặt khổng lồ đang lơ lửng trên không, đôi mắt khổng lồ đáng sợ nhìn chằm chằm mặt biển, như thể đang tìm kiếm gì đó. Lúc này, Ngô Bình đã đến thủy cung Bắc Hải gần đó mà cá lớn đã nói đến. Cách đó không xa chính là một hòn đảo lớn, trên đảo có một vương quốc, dân chúng an cư lạc nghiệp, ca múa thái bình. Anh rơi xuống trên bãi cát, tìm thấy một khoảng đất trống dưới gốc cây, lấy bàn ghế ra vị ra. Lúc này, hóa thân quay về, đem theo bánh bao cua mà trong nhà vừa chuẩn bị, anh bèn hấp ăn ngay tại chỗ. Một cái bánh bao cua vừa vào bụng, anh đã nghe thấy sau lưng có người nuốt nước miếng hỏi, người anh em. Bánh bao của anh có thể cho tôi ăn thử không? Ngô Bình quay đầu nhìn, một ông lão đánh cá trông có vẻ thành thật đang dương mắt thèm thuồng nhìn bánh bao của anh. Anh lập tức nói, không được. Nói đùa à, bánh bao này là từ nguyên liệu do đích thân anh bắt lên, vận chuyển sang nghìn dặm, tự mình hấp, giá trị thực sự không thể đo đếm, sao có thể cho người khác ăn chứ? Cho nên, anh lập tức từ chối. Ông lão đánh cá khẽ thở dài. Nói, ăn không được, đáng tiếc thật. Người anh em, vậy tôi dùng cả của tôi đổi lấy bánh bao của anh được không? Nói rồi, ông ta lấy ra hai con cá trong giỏ cả sau lưng, hai con cá vừa dài vừa nhỏ, tựa như cá lại tựa như tôm, một đỏ một trắng. Nhìn thấy bọn chúng, Ngô Bình ngây người, bởi vì anh phát hiện, hơi thở hai con cá này cực kỳ mạnh mẽ, ít nhất cũng là thực lực cấp bậc đạo quân. Cá yêu lợi hại như vậy. Mà ông lão này lại lấy ra đổi bánh bao ăn. Anh liếc nhìn đánh giá ông lão từ trên xuống dưới, lại không thể nhìn ra được thực lực ông ấy. Nhưng trao đổi như vậy không thiệt, bèn gật đầu, một con cá, đổi 5 cái, tổng cộng 10 cái. Ông lão đánh cá vội gật đầu, được, 10 cái cũng được. Ngô Bình bèn lấy một cái lồng, bên trong có đúng 10 cái bánh bao, bỏ lên bàn nói, bên trong có nước sốt, ông cứ thoải mái dùng. Sau đó anh lấy hai con cá đáng thương nhìn anh, đầy vẻ cầu xin. Anh đang nghĩ, có nên thả cá ra không? Ông lão đánh cá thản nhiên nói, không thể thả. Hai con cá chính này đã ăn cư dân của hai hòn đảo, tôi không dễ gì mới bắt được đấy. Ngô Bình nhíu mày, ăn thịt người dân của hai hòn đảo, cá yêu này hung tàn thật. Anh hừ một tiếng, lấy đao ra rồi phanh thây luôn hai con cá. Dùng phương pháp lươn kho tàu chế biến ngay tại chỗ, đồng thời bỏ thêm ít gia vị dược liệu. Ông lão đánh cá đó vừa thưởng thức vị ngon của bánh bao gạch cua, vừa cười nói, hương vị này cũng được đó, cậu có thể chia cho tôi một bát không? Ngô Bình, được, cho ông một bát. Anh múc mấy bát trước, dùng hóa thân gửi về nhà cho cha mẹ và người thân thưởng thức, mấy bát còn lại, anh chia cho ông lão đánh cá một bát. Hai người cầm lấy đũa. Ăn đến mức miệng đầy dầu, ông lão đánh cá khen ngợi không ngớt hương vị tươi ngon của cá. Ăn cá xong, Ngô Bình lau miệng, tôi phải xưng hô như nào với ông. Ông lão đánh cá cười ha ha, một người vô danh như tôi đây, sớm đã quên mất họ tên rồi, người ta đều gọi tôi là ông lão vô danh. Ngô Bình nheo mắt lại, ông chạy đến đây,
chắc không chỉ là để ăn một bát cá, thưởng thức một vỉ bánh bao chứ. Ông lão đánh cá gật đầu, thứ mà được cậu lấy từ biển gọi là Trấn Hải Thần Cương, là một trong 7 bảo vật xuất hiện ở kỷ nguyên này. Thứ này không hề tầm thường, ai có được nó thì người đó sẽ là cường giả kỷ nguyên của tương lai. Ngô Bình, ông tới đây là vì nó sao? Ông lão đánh cá cười nói, cậu không cần lo lắng. Cậu đã luyện hóa nó rồi, phía sau chắc chắn có cường giả mạnh hơn tôi giúp đỡ cậu. Tôi tự nhận thấy mình không có sức luyện hóa thần vật này, vì vậy không dám tranh giành với cậu đâu. Ngô Bình, ồ, vậy mục đích tiền bối tìm tôi là? Ông lão đánh cá, lão phu mong cậu có thể ra tay giúp tôi một lần. Ngô Bình, giúp ông thế nào? Ông lão đánh cá, đặt Trấn Hải Thần Cương ở một nơi, tạm thời trấn áp tà vật ở đó. Tất nhiên tôi sẽ không để cho cậu làm không công, tôi muốn tặng thứ này coi như là món quà. Nói xong, ông lấy từ trong sọt cá ra một khúc gỗ, bên trên dán một lá bùa dùng để trấn áp sức sống trong khúc gỗ. Nhìn thấy khúc gỗ này, Ngô Bình cảm thấy cành liễu trên người run nhẹ nhẹ, anh lập tức hiểu được, khúc gỗ này chính là cái mà liễu thần đang tìm. Anh ung dung thản nhiên nói, tiền bối, một khúc gỗ thì có thể có giá trị gì? Ông lão đánh cá cười nói, nó là bản nguyên của một vị cường giả kỷ nguyên, giá trị của nó không hề nhỏ. Ngô Bình suy ngẫm một lúc rồi hỏi, cái mà ông muốn trấn áp là tà vật gì? Ông lão đánh cá, đôi mắt của ác ma năm kỷ nguyên trước, nó có thể kiểm soát tâm trí của vạn vật, vô cùng khó đối phó. Thứ này không thể nào giết chết nó, chỉ có thể trấn áp. Trước mắt, nơi phòng ấn nó đã bị nới lỏng, cần loại thần vật như Trấn Hải Thần Cương này giúp chấp áp. Ngô Bình, tiền bối tìm được tôi thế nào vậy? Ông lão đánh cá cười nói, lúc cậu lấy Trấn Hải Thần Cương đi, tôi đã ở gần đó. Ngô Bình lén hỏi núi thần, lời nói của ông già này có đáng tin không? Núi thần, Trấn Hải Thần Cương đã bị cậu luyện hóa, cho dù ông ấy lấy thì cũng không luyện hóa được. Tạm thời cho ông ấy mượn dùng cũng không phải là không được. Ngô Bình nói, nếu tiền bối đã nói như vậy, vậy thì vãn bối cũng chỉ có thể đồng ý thôi. Ông lão vô danh cười nói, cậu là người có vận khí lớn, lựa chọn của cậu ngày hôm nay sẽ cứu vãn rất nhiều sinh linh. Ngô Bình, tiền bối, khúc gỗ này cứ đưa cho tôi trước đi. Ông lão vô danh giao khúc gỗ cho Ngô Bình thì lấy Trấn Hải Thần Cương đã thu nhỏ ra rồi nói. Khi tiền bối sử dụng, chỉ cần nói một câu to, nó sẽ to lên rồi trấn áp tà vật đó. Hai tay ông lão vô danh nhận lấy Trấn Hải Thần Cương, ông cười nói, cậu bé, chúng ta sau này còn gặp lại. Sau khi ông lão vô danh đi, Ngô Bình cười nói, cái này có thể khôi phục được liễu thần rồi. Nói xong, anh xé lá bùa trên khúc gỗ xuống, cành liễu trên người lập tức bay ra, chỗ tận cùng cắm rễ lên khúc gỗ. Lúc này trong đầu anh vang lên giọng nói của Liễu Thần, Huyền Bình, cảm ơn cậu giúp tôi tìm được bản nguyên. Ngô Bình cười nói, dì Liễu, dì mau chóng khôi phục đi. Đúng rồi, trở về thì tặng cháu một cành liễu mạnh hơn nhé. Liễu Thần, được. Dứt lời, khúc gỗ và cành liễu đồng thời biến mất. Núi Thần, thực lực của Liễu Thần này thật sự cũng không yếu chút nào, tối thiểu có thực lực của 5, 6 kỷ nguyên. Ngô Bình, cô ấy thực sự rất mạnh. Nói xong, anh thu dọn bát đũa lại rồi nói, hiếm khi đến Bắc Hải một chuyến, tôi đi dạo xung quanh một chút. Trên đảo có một quốc gia, Ngô Bình đi dạo loanh quanh ở Vương Đô, mua không ít đồ, chuẩn bị mang về nhà tặng người thân. Đi loanh quanh gần nửa ngày, khi anh ra khỏi cửa hàng thì nhìn thấy một đội quân đi qua, cầm đầu là một người con trai dũng mãnh uy nghiêm, người khoác áo giáp. Phía sau là một đoàn tùy tùng đi theo. Người con trai đó dáng chân bước nhấc cao, mặt nhếch lên, hừng hực khí thế, khi ánh mắt hắn ta lướt qua Ngô Bình, đột nhiên cảm thấy kinh hãi, vội vàng xoay người xuống ngựa, tiến lên phía trước hành lễ ân nhân, tiểu nhân cuối cùng cũng gặp được ngài. Ngô Bình quan sát một lúc mới nhận ra đây chính là con cá lớn kia, nhưng đã đổi sang thân hình khác. Anh cười nói, sao cậu lại ở đây? Người con trai đó nói, công chúa đang dừng chân ở hành cung trên đảo, vì vậy tiểu nhân cũng ở đây. Ân nhân, công chúa biết là ngài đã cứu tôi, trong lòng vô cùng cảm kích, ra lệnh cho tiểu nhân tìm được ân nhân. Nếu như ân nhân có thời gian,
có thể theo tiểu nhân đến hành cung một chuyến không? Ngô Bình suy nghĩ một lát, được thôi. Người con trai vô cùng mừng rỡ, nhường ngựa cho Ngô Bình, đích thân cưỡi ngựa dẫn đường cho anh. Chưa đi được bao xa, họ đã đến một căn nhà lớn, bên ngoài là một rừng cây. Đi qua rừng cây mới nhìn thấy chỗ ở, cổng chính đóng chặt, trước cổng có lính canh gác. Khi đi đến cổng, lính canh mở cổng ra, một đoàn người đi vào. Vừa bước vào sân, Ngô Bình đã cảm thấy trong sân này có một sự áp chế vô cùng kinh khủng, anh cho rằng bản thân đã hoàn toàn bị khóa chặt, chỉ cần có bất kỳ những cử động bất thường nào, lập tức sẽ bị vài đại trận giết chết. Người con trai dẫn Ngô Bình đến một đại điện, anh ta vào điện thông báo trước. Không bao lâu sau, bên trong truyền ra một giọng nói, mời cậu vào điện nói chuyện. Ngô Bình đi vào, anh phát hiện có rất nhiều cô gái đang ngồi trong điện, người nào cũng trẻ tuổi xinh đẹp, sắc nước hương trời, trông vô cùng diễm lệ. Những cô gái này ngồi ở bàn thấp hai bên, toàn bộ đều ngồi quỳ trên đất. Anh vừa bước vào, những cô gái này đều nhìn anh với vẻ tò mò, có mấy cô gái còn mạnh dạn nháy mắt với Ngô Bình. Trong đó, có một người con gái ngồi ở trung tâm, cô ấy ăn vận lộng lẫy quý phái. Dung mạo cũng xuất chúng nhất trong tất cả những cô gái ở đây, cô nói cảm ơn anh đã cứu tướng quân Bôn Lưu. Tôi là Ngũ công chúa của Bắc Hải, vẫn chưa biết đại danh của công tử. Ngô Bình, Lý Huyền Bình, cứu người chỉ là tiện tay mà thôi, không đáng nhắc tới. Người con gái nói, nghe tướng quân Bôn Lưu nói, thực lực của công tử xuất chúng, không biết có bằng lòng dốc sức vì bổn cung hay không. Ngô Bình, tôi tự do tự tại, không thích bị gò ép. Xin công chúa hãy mời người tài giỏi hơn. Ngũ công chúa cười nói, nếu công tử không muốn, bổn cung cũng không miễn cưỡng. Đang ngồi ở đây là những cô gái xinh đẹp nhất đảo này, công tử thích cô gái nào, có thể trực tiếp đưa đi. Ngô Bình nói, không cần đâu. Sắc mặt ngũ công chúa trầm xuống, công tử không ưng họ sao? Ngô Bình nói, không phải là không ưng, chỉ là tôi không cần. Ngũ công chúa nhẹ nhàng nói, nếu công tử đã không cần, Bân Lưu, người giết mấy người này cho cá ăn đi. Mặt Ngô Bình biến sắc, giết rồi cho cá ăn. Ngũ công chúa, đảo này lãnh địa của ta, tất cả con dân đều là nô lệ của ta, ta có quyền sinh sát bọn họ. Ngô Bình, vì tôi không cần quà tặng của công chúa, nên công chúa giết bọn họ. Ngũ công chúa, đúng vậy, nếu như công tử thương xót bọn họ, thì có thể chọn vài cô rồi mang đi. Ngô Bình cười khẩy, công chúa đang uy hiếp tôi. Ngũ công chúa bật cười, khi cười vẻ mặt cô ta không hề có dáng vẻ con người nên có, trở nên rất hoành hoang. Dù sao yêu cũng chỉ là yêu, tính tình tàn ác, nói trở mặt là trở mặt. Ở đây không ai có thể làm trái ý của ta, mặc dù anh có ơn với Bôn Lưu nhưng cũng không thể. Ngô Bình hừ một tiếng, con người tôi không thích người khác uy hiếp mình. Nói rồi anh vung tay lên. Phụ nữ xinh đẹp ở khắp điện đều bị anh thu vào hết trong động thiên, sau đó anh sải bước đi về phía ngũ công chúa. Ngũ công chúa sửng sốt, sau đó cười nói, chẳng phải anh đã thu hết vào rồi sao? Bốp! Ngô Bình đánh một cái lên mặt cô ta, ngũ công chúa sửng sốt, sau đó trên mặt xuất hiện rất nhiều vảy, hai bên má đều có những vết nứt hệt mang cá. Anh dám đánh tôi! Bốp! Ngô Bình lại đánh thêm một cái nữa, sau đó giơ tay ra xách cô ta lên, lạnh nhạt nói, một con cá yêu mà thôi, cô tưởng mình là công chúa thật đấy à? Ngũ công chúa muốn phản kháng nhưng bị Ngô Bình túm lại, cô ta không thể nào động đậy. Dẫn tôi đến hang yêu, anh nói. Ngũ công chúa ngạc nhiên, sau đó tức giận nói, anh đến hang yêu làm gì? Ngô Bình, nghe Bôn Lưu nói, tất cả yêu ở Bắc Hải đều có liên quan đến hang yêu. Tôi muốn đi xem thử ra sao. Vẻ tức giận của ngũ công chúa dần biến mất, cô ta nói, nếu anh đã muốn đi thì tôi dẫn anh đi là được chứ gì. Tướng quân Bôn Lưu đó khiếp sợ, ngây ngốc đứng đó không dám động đậy, vì hắn biết rõ thực lực của Ngô Bình. Ở một bên khác, ngũ công chúa biến thành một con cá lớn màu vàng trốn vào đại dương, Ngô Bình đi theo sau nó. Bơi được vài tiếng, không biết đi được bao xa rồi. Phía trước xuất hiện một cái hang dưới đáy biển rất lớn. Động này không ngừng hút hết lượng nước biển lớn vào trong, cái hang tối đen như mực.
Ngũ công chúa quay đầu lại nhìn Ngô Bình, đây là hang yêu, anh dám vào không? Ngô Bình hiểu ra tại sao nữ yêu này lại muốn dẫn anh đến đây. Anh không thể nhìn thấu được hang yêu này. Anh hỏi, chẳng phải đã nói sinh linh vào trong hang yêu sẽ biến thành yêu sao? Ngũ công chúa, đó chính là yêu thú đời đầu, như đám yêu thú bọn ta đều là đời sau của yêu thú đời thứ nhất. Theo những gì cha ta nói, yêu thú đời đầu tiên ở cả Bắc Hải không quá 100 con yêu thú. 100 yêu thú đời đầu này dần được sinh ra trong rất nhiều năm. Đúng lúc này, Ngô Bình nhìn thấy một mạch nước ngầm xuất hiện, nước trong đó vòng xoáy với tốc độ cao, kéo theo rất nhiều tôm cá vào hang yêu. Anh nhíu mày, đám tôm cá này bị hút vào trong đó thì sẽ thế nào? Ngũ công chúa, bị bóng tối vô tận nuốt chửng, mỗi ngày đều có rất nhiều sinh linh trong biển bị cuốn vào nhưng những sinh linh có thể sống sót đi ra ngoài, đồng thời tiến hóa thành yêu, bắt đầu từ sự tồn tại từ hang yêu cho đến bây giờ chưa đến 100 yêu thú. Lúc này giọng của núi thần vang lên, nếu cậu muốn xuống dưới, tôi có thể đảm bảo cho cậu không gặp chuyện gì cả. Ngô Bình, tiền bối biết lai lịch của hang yêu này sao? Núi thần, nếu ta không lầm, cái gọi là hang yêu này hẳn là một trong các bảo vật quan trọng kỷ nguyên của kỷ nguyên này, tác dụng của nó là mở ra sự tiến hóa cho các sinh vật. Đương nhiên, tôm cá bình thường này tiến đây đều sẽ chết, nhưng cậu thì khác, cậu đã đi trên con đường tiến hóa của bản thân. Sau khi vào đó cậu chỉ có thể như hổ mọc thêm cánh, như cá gặp nước. Tất nhiên, chủ yếu là có tôi ở bên cạnh bảo vệ cậu. Ngô Bình, vậy tôi xuống dưới thử xem. Núi thần, năng lượng của bảo vật này có hạn, đi vào càng sớm thì càng nhận được nhiều ích lợi. Ngô Bình nhìn ngũ công chúa hỏi, cô nói xem tôi có dám xuống không? Ngũ công chúa cười mỉa, dù là cha ta cũng chỉ biết nhìn không dám. Cô ta còn chưa nói hết câu, Ngô Bình đã biến mất, ảnh nhảy vào trong vực sâu vô tận, bị bóng tối bao vây. Ngũ công chúa ngớ người, lẩm bẩm, sao anh ta dám? Lúc này tướng quân Bôn Lưu vội vàng chạy đến, nhìn xung quanh rồi hỏi, ân nhân đâu rồi? Ngũ công chúa bình tĩnh nói, anh ta vào hang yêu rồi. Tướng quân Bôn Lưu hoảng sợ, vào hang yêu, công chúa, cô không khuyên anh ta sao? Ngũ công chúa nhìn Bôn Lưu, hắn vội cúi đầu, ý của tôi là ân nhân từng cứu mạng tôi không muốn anh ta xảy ra chuyện gì cả. Ngũ công chúa lạnh lùng nói, cái người ngang ngược này có chết thì cũng đã chết rồi, nói rồi cô ta rời đi không hề ngoái đầu lại nhìn, trong lòng đã chắc chắn Ngô Bình sẽ chết bên trong. Ngô Bình và vô số tôm cá bị vòng xoáy hút vào vực sâu, vòng xoáy xoay vòng xuống dưới. Trong lúc này, liên tục xuất hiện đủ loại áp lực khủng khiếp. Tôm cá lần lượt bị xé nát, chỉ có những con cực kỳ may mắn mới tiếp tục đi xuống dưới. Nhưng cứ xuống được một đoạn thì sức mạnh kéo xé lại xuất hiện, mỗi lần như thế lại mạnh hơn. Không lâu sau tất cả tôm cá đều chết, chỉ có Ngô Bình tiếp tục bị cuốn xuống dưới. Đến cuối cùng, sức mạnh đã trở nên vô cùng đáng sợ, Ngô Bình phải gắng hết sức chống trả lại nó. Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh cũng dừng lại giữa không trung tối đen như mực. Trong bóng tối có rất nhiều xúc tu sợi tơ, mảnh như sợi tóc vươn về phía anh. Cả đoạn đường bị hút xuống lúc nãy đã khiến anh rất mệt, anh nhắm mắt lại để mình lơ lửng giữa không trung, không muốn động đậy. Nhưng anh cảm nhận được những sợi tơ này không có ác ý mà thân thiết tiếp xúc với làn da anh, sau đó phân tán tia sáng đâm vào từng tế bào của anh. Ngô Bình trợn to mắt, anh cảm nhận được những tia sáng này đang mô phỏng và tính toán với cơ thể anh. Từ đó tìm ra được con đường tiến hóa tối ưu nhất. Anh ngạc nhiên nói, núi thần, chuyện này cũng thần kỳ quá. Núi thần cũng không có gì lạ, vật này xuất hiện ở rất nhiều kỷ nguyên trước đó, vốn dĩ không thuộc về vũ trụ này. Trải qua nhiều kỷ nguyên và vũ trụ, nó cất giữ rất nhiều thông tin của các cường giả trong nhiều kỷ nguyên, biết làm thế nào để trở nên mạnh hơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu. Tia sáng đã lấy được thông tin sau khi tính toán, đồng thời truyền lại tất cả thông tin cho Ngô Bình. Cùng lúc đó, một luồng năng lượng diệu kỳ xuyên qua tế bào của anh bằng tia sáng giúp quá trình tiến hóa của anh dễ dàng hơn. Một tiếng động vang lên trong bóng tối, ánh sáng rực rỡ xuất hiện, sau đó lần lượt đi vào mắt trái và mắt phải Ngô Bình làm anh tạm thời không nhìn thấy gì.
Đến khi mắt anh dẫn Thích Nghi thì đã nhìn rõ được mọi thứ ở đây. Xung quanh là vô số bộ phận nhúc nhích, bên trên có rất nhiều sợi tơ vươn dài ra nhẹ nhàng đung đưa. Nhìn thấy rõ tình hình ở đây, Ngô Bình nói, núi thần, chúng ta nên đi rồi. Nói rồi một lực đẩy được sinh ra, anh được nâng lên trên, mấy giây sau đã ra khỏi hang yêu. Sau đó anh lên khỏi mặt biển, duỗi tay chân ra, cười nói, cảm giác rất kỳ lạ, chắc là mình có thể đột phá cảnh giới tiên hoàng rồi. Nói rồi anh bèn biến mất, đi đến đế quốc thiên võ. Trong hoàng cung của đế quốc thiên võ, Ngô Bình vung tay một cái, các mỹ nữ trong điện ngũ công chúa đáp xuống, Ngô Bình bảo Đường Tử Di hỏi lần nữa, nếu muốn ở lại thì làm cung nữ, nếu không muốn thì đưa bọn ra khỏi cung, cho họ một ít tiền để họ tự kiếm sống. Các cung nữ này không có nhiều quyền tự chủ trên đảo, đây là lần đầu tiên đến hoàng cung, nơi này chẳng khác nào nơi ở trong mơ của họ, đa số đều đồng ý ở lại làm cung nữ. Sắp xếp cho mấy người này xong, Ngô Bình lập tức bế quan chuẩn bị đột phá. Năng lượng trong tế bào và thông tin mà hang yêu truyền đạt giúp Ngô Bình biết mình nên làm thế nào. Vì thế anh tu luyện vô cùng thuận lợi, chỉ hơn nửa ngày anh đã đột phá đến cảnh giới thần tiên tầng thứ 6. Tầng thứ 4 thần tiên gọi là tiên biến, tầng thứ 5 thần tiên tên là động huyền, tầng thứ 6 thần tiên thì gọi là thần cơ. Cảnh giới thần cơ, vô cùng huyền diệu, đến được cảnh giới này, Ngô Bình chớp mắt đã biết nhân quả, nghe tiếng đã biết tương lai, thần cơ diệu toán, có thể nhìn thấu bí mật đất trời. Bước vào thần cơ cảnh thì anh đã tư cách đột phá đến cảnh giới tiếp theo, thần tiên thất cảnh. Thần tiên thất cảnh, thuộc giai đoạn thứ 3 của thần tiên, gọi là tiên hoàng. Tiên hoàng, có nghĩa là hoàng thất trong cõi tiên, cho nên cảnh giới này không phải chuyện đùa. Ngô Bình thử đột phá, nhưng cảnh giới thần cơ của anh khiến anh ý thức được rằng bây giờ chưa phải lúc, còn thiếu vài cơ duyên và điều kiện. Đương nhiên, nếu anh miễn cưỡng đột phá, thì cũng có thể trở thành tiên hoàng, nhưng như vậy sẽ không viên mãn, sẽ để lại một vài tai họa ngầm. Bỗng nhiên, trong lòng anh khẽ động, thầm nói, xem ra, mình phải đến tiên vực cửu lôi một chuyến, giải quyết gọn ghẽ thần yêu kia. Vốn dĩ, anh cảm nhận được, thần yêu kia là một cơ duyên lớn đối với hắn, lần này đi nhất định sẽ có thu hoạch lớn. Đã lâu rồi anh không đến tiên vực cửu lôi, lần trước rời đi, đã là mấy năm trước rồi. Nhưng anh đã để Thượng Quan Linh Nhi ở lại nơi đó thay anh xử lý mọi việc. Anh và chủ nhân của sấm sét đã trao đổi, hiện tại lôi địa cũng do anh kiểm soát, cửu đại thần lôi cũng nghe theo mệnh lệnh của Thượng Quan Linh Nhi, vì vậy hiện tại Thượng Quan Linh Nhi chính là chúa tể của tiên vực cửu lôi. Cho dù là tu luyện hoàng khí hay là tu luyện lôi khí thì đều nghe theo lệnh một mình cô ấy. Khi Ngô Bình nhìn thấy Thượng Quan Linh Nhi, cô ấy đang xử lý rất nhiều chuyện. Bỗng nhiên thấy Ngô Bình xuất hiện, cô ấy vô cùng vui mừng, phu quân, cuối cùng anh cũng về rồi. Nói rồi cô ấy liền lao vào lòng anh. Ngô Bình cười nói, Linh Nhi, lần này anh sẽ đưa em rời đi sau này không cần phải ở lại nơi này nữa. Thượng Quan Linh Nhi biết chuyện của thần yêu phu quân, lần này anh đến là muốn luyện hóa thần yêu sao? Ngô Bình gật đầu, anh nghĩ đã đến lúc rồi. Thượng Quan Linh Nhi biết chuyện đó nguy hiểm thế nào, cô ấy khẽ thở dài, nhưng mà... Ngô Bình, không cần lo lắng, anh nhất định sẽ thành công. Ở bên cạnh Thượng Quan Linh Nhi một lúc, anh lại nói chuyện với chủ nhân của sấm sét. Chủ nhân của sấm sét cười nói, cuối cùng anh cũng nghĩ thông rồi. Ngô Bình, chủ nhân của sấm sét, sau khi luyện hóa thần yêu, tôi hy vọng cũng có thể hấp thụ được một phần sức mạnh lôi nhãn, cũng tiện để tu luyện lôi thần quyết vạn giới. Vạn giới lôi thần quyết này có uy lực rất lớn, tuy anh không cần thiết phải tu luyện, nhưng Thượng Quan Linh Nhi thì có thể, anh quyết định, nhân cơ hội này nâng cấp tu vi của Thượng Quan Linh Nhi. Chủ nhân của sấm sét, có thể, lôi nhãn kia ẩn chứa bên trong sức mạnh vô biên, có được nó rồi. Tốc độ tu luyện vạn giới lôi thần quyết sẽ rất nhanh, nhiều nhất là 3 tháng là có thể tu luyện đến trên 30 trọng. Ngô Bình, tôi muốn để Thượng Quan Linh Nhi tu luyện, đến lúc đó mong chủ nhân của sấm sét chỉ giáo cô ấy thêm. Chủ nhân của sấm sét, nếu anh không yên tâm thì tôi có thể nhận cô ấy làm đồ đệ. Có quan hệ đồ đệ rồi, tôi còn có thể không tận tâm hay sao? Ngô Bình gật đầu, chủ nhân của sấm sét, thực lực hiện tại của ông. Có thể đạt đến trình độ cao thủ mấy kỷ nguyên.
chủ nhân của sấm sét, miến cứng cũng được xem như trình độ cao thủ 200 triệu nguyên, nhưng nếu tôi luyện hóa lôi nhãn, lập tức có thể trở thành cao thủ tứ kỷ nguyên. Ngô Bình, cao thủ tứ kỷ nguyên, vậy cũng rất lợi hại rồi. Sau khi hai bên thỏa thuận xong, Ngô Bình lại xuống mặt đất, vết nứt trên mặt đất không ngừng tuôn ra hoàng khí. Sau đó, anh hóa thành một bóng mờ, chui sâu vào trong đất men theo khe nứt. Rất nhanh sau đó, anh đã đến được thế giới dưới lòng đất mênh mông. Một lôi nhãn khổng lồ hình lốc xoáy trôi lơ lửng trên không, vòng xoáy này có đường kính hơn 100 mét, bắn ra từng tia chớp. Những tia chớp này, đan xen thành 10 vạn lá bùa sấm chớp, trấn áp quái vật bên dưới. Cùng lúc đó, một luồng khí màu vàng ngưng tụ thành 10 sợi xích, khóa chặt quái vật này, khiến nó không thể động đậy. Hình dạng của quái vật tựa người nhưng cũng không giống người, vóc dáng cao hơn 10 mét, lớp ngoài cơ thể là một lớp vảy màu vàng, có 6 mắt, mỗi một con mắt đều có 2 đồng tử, vì vậy trông vô cùng kỳ dị. Chủ nhân của sấm sét, Lý Huyền Bình, anh chuẩn bị xong chưa? Ngô Bình, được rồi. Rầm rầm. Lôi nhãn được chủ nhân của sấm sét kích hoạt, toàn bộ bùa sấm bắt đầu phát sáng, ngưng tụ thành vô số xiềng xích sấm chớp, siết chặt quái thú. Ngô Bình đáp xuống gần quái vật, tay nắm một dây xích do luồng khi ngưng tụ, dây xích rung lên, bỗng nhiên phân tán, hóa thành một bóng người, lao về phía Ngô Bình. Giây tiếp theo, Ngô Bình cảm nhận được một luồng sức mạnh hung hãn đè nặng lên người anh, đây là sức mạnh đời trước chân hoàng để lại. Anh đã tu luyện đến toàn bộ chân vương, thái nhất hoàng cực 28 trọng. Lúc này, hoàng khí xuyên vào người, tu vi của anh bỗng chốc đạt đến cảnh giới chân hoàng. Ngay lúc ấy, anh mặc quần áo thiên đế đã mua từ thiên y quán, sức mạnh chân hoàng xuyên vào trong, thoáng chốc đã khởi động công năng của bộ quần áo này. Đồng thời, núi thần cũng tỏa ra sức mạnh khủng khiếp, hỗ trợ cho anh. Quái vật kia bỗng ngẩng đầu, 6 con mắt đầy hung hãn, miệng giống lớn, đồng thời bộc phát toàn bộ sức lực. Sức mạnh của nó vô biên, vừa giãy giụa đã lập tức tránh được xiềng xích sấm sét, đấm một quyền về phía Ngô Bình. Vẻ mặt Ngô Bình lạnh lẽo, anh vung tay, vững vàng đỡ lấy một đòn tấn công của quái vật tạo thành do thần và yêu kết hợp. Đỡ được một quyền, anh lại trở tay đánh một quyền tận thế, đánh vào ngực thần yêu. Thần yêu thét lớn một tiếng, cong mình như tôm. Ngô Bình một chân đá nó rơi xuống đất, sau đó tấn công từ xa, thoáng chốc đã đánh ra hơn 100 quyền. Đồng thời, chủ nhân của sấm sét cũng đang sử dụng sức mạnh lôi nhãn, giúp Ngô Bình trấn giết thần yêu. Thần yêu quá mạnh, nó kịp thời phản công, một quyền đã đánh gãy xương sườn Ngô Bình. Lúc này, Ngô Bình sử dụng hết toàn bộ kỹ năng, hơn nữa còn mượn sức mạnh của núi thần và chân hoàng, lại có cả chủ nhân của sấm sét giúp đỡ bên cạnh. Nhưng cho dù như vậy, anh cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ thế cân bằng. Trên người thần yêu mọc ra một cái đuôi, đuôi sắc nhọn như lưỡi đao, đột nhiên, thoáng chốc đâm qua cơ thể Ngô Bình. Ngô Bình lập tức lại tung ra vài cú đấm, khéo léo thoát ra khỏi sự kiểm soát của đối phương. Cuộc chiến ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra, tình hình Ngô Bình càng lúc càng tệ, đến cuối cùng gần như bị đánh đến không còn sức đánh trả, thần yêu cười hung tợn, đánh từng quyền liên tiếp vào người anh. Quần áo thiên đế đã bị đánh đến rách nát, không thể bảo vệ được anh. Núi thần, sức của tôi rất mạnh, không thể thi triển được toàn bộ. Rầm. Vừa nói xong, anh lại bị đánh một quyền bay đi. Lau vết máu nơi khóe miệng, Ngô Bình bỗng điểm tay. Vốn dĩ, anh cố gắng sử dụng tuyệt học của điện đường cực võ, thiên cương chỉ. Lúc trước anh tu luyện thiên cương chỉ, không thể thành công, bây giờ trong lúc cấp bách lại tu luyện thuận lợi, vừa điểm, thì một con mắt của thần yêu kia đã bị xuyên qua, giống gào một tiếng. Trận chiến tiếp tục, Ngô Bình không biết đã đánh bao nhiêu hồi, toàn bộ tuyệt kỹ võ thuật đã sử dụng một lượt, tất cả đều luyện thành thục. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, đến ngày thứ ba, thiên cương chỉ của Ngô Bình cuối cùng cũng giúp anh miễn cưỡng kéo lại chút ưu thế. Một quái vật, một loài người, đánh như không biết mệt. Bọn họ đều bị thương nặng nề, nhưng những vết thương này trên người bọn họ không đáng nhắc đến, chớp mắt đã có thể khôi phục. Đến ngày thứ tư, âm thanh chủ nhân của sấm sét bỗng vang lên, Lý Huyền Bình,
anh còn không hạ được nó nữa thì tôi sợ rằng không thể kiên trì được nữa đâu. Ngô Bình, chủ nhân sấm sét, anh kém cỏi quá vậy, đột phá cho tôi. Rầm rầm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 124.